Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 95. Không đủ đánh. Nghe Dương Diệp nói, đám người Tần Tam Vọng khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, như liếc kẻ si nhìn Dương Diệp. Ngươi nói chúng ta không đủ ngươi đánh. Ha ha. Lâm Hoang nhìn Dương Diệp nói. Đây quả thật là chuyện cười lớn nhất đời này ta nghe qua, xem ra người tuyệt vọng, tinh thần cũng không bình thường rồi. Ta. Một đạo kiếm quang hiện lên, thanh âm của Lâm Hoang im bặt mà dừng. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lâm Hoang, một thanh kiếm đâm vào mi tâm của Lâm Hoang, người cầm kiếm tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Lâm Hoang nói. Cho ngươi nói nhảm nhiều. Nói xong, hắn mạnh mẽ rút kiếm về. Xùy. Một cỗ máu tươi từ giữa lông mày của Lâm Hoang kích xạ ra. Ngươi. Lâm Hoang gắt gao nhìn Dương Diệp, giống như muốn nói cái gì, mà lúc này, một đạo kiếm quang từ yết hầu hắn lóe lên, đầu hắn bay ra ngoài. Không có hứng thú nghe ngươi nhiều lời. Dương Diệp lắc lắc kiếm trong tay, thanh kiếm lập này tức phát ra từng thanh âm kiếm minh. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Tần Tam Vọng, lúc này Tần Tam Vọng cùng Vân Lão đều đang nhịch hắn, ở trong mắt bốn gã đế giả, là khiếp sợ còn có khó có thể tin. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, tốc độ nhanh đến làm cho bọn hắn không thể thấy rõ. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp là kiếm tu. Kiếm tu dám đi tới kiếm thần đảo. Phải biết, từ sau kiếm thần cung, kiếm thần hải vực cơ hồ trở thành cấm địa của kiếm tu, không có bất kỳ kiếm tu nào dám tới nơi này, cho dù là kiếm tu đế giả cảnh cũng không dám đặt chân. Mà bây giờ, có người đến rồi. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh vang vọng, sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng Vân Lão, mà thân thể Vân Lão thì cứng ngắc. Thật nhanh! Vân Lão nói xong, một đạo máu tươi từ giữa lông mày phun ra. Giết đế! Nhìn thấy một màn này, con mắt đám người Tần Tam Vọng trợn tròn có thể nhét trứng gà. Vân Bán Thanh gắt gao nhìn Dương Diệp, hai cánh tay nắm thật chặt. Các hạ là kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Lúc này, Tần Tam Vọng đột nhiên nói. Dương Diệp vung tay, thu thi thể Vân Lão vào, sau đó xoay người nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Ngươi đoán ta có phải hay không? Tần Tam Vọng hít sâu một hơi nói. Các hạ, Tần gia ta không có ý cùng các hạ là địch, sự tình trước kia xóa bỏ, như thế nào? Vân gia ta cũng không muốn cùng các hạ là địch. Lúc này, tên Vân gia đế giả ở bên cạnh Tần Tam Vọng cũng vội vàng nói. Nói giỡn, Dương Diệp a, Diệt Thế Đạo ở ẩn vực thực lực không kém Vân gia cùng Tần gia bọn hắn, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là Diệt Thế Đạo phái ra đế giả đều bị giết sạch. Còn có, trước kia bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có thể nhẹ nhõm giết đế giả là nghe nhầm đồn bậy, nhưng hiện tại, Dương Diệp ở trước mặt bọn họ tự mình trình diễn một màn giết đế. Cái này thật sự là yêu nghiệt có thể giết đế. Chiến, ba người đều không có lòng tin. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Nếu như thả bọn hắn nhất định báo thực lực của ngươi cho ẩn vực, khi đó, rất nhiều thế gia cùng thế lực của ẩn vực tất nhiên sẽ liên thủ, thậm chí sẽ đánh đòn phủ đầu đối phó kiếm minh. Còn nữa, ngươi là kiếm tu, nhưng lại đi vào kiếm thần đảo, nếu như truyền đi. Vèo. Đúng lúc này, Tần Tam Vọng đột nhiên quay người bỏ chạy. Kỳ thật đáy lòng của hắn không cảm thấy Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn, vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp tàn nhẫn hắn nghe qua, đối đãi địch nhân, căn bản không chút lưu tình. Hơn nữa, Dương Diệp thân là kiếm tu lại đi vào kiếm thần đảo, nếu như truyền ra ngoài, cái này đối với Dương Diệp là cực kỳ bất lợi, bởi vậy, Dương Diệp làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Thời điểm Tần Tam Vọng trốn, hai gã Vân gia đế giả ngẩn người, cũng chuẩn bị trốn, nhưng đúng lúc này, Tần Tam Vọng ở xa xa đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Tần Tam Vọng. Máu tươi từ giữa lông mày của Tần Tam Vọng chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy Tần Tam Vọng bị miểu sát, hai Vân gia đế giả hoảng hốt, hai người không có trốn, mà vội vàng xuất thủ. Lúc này còn lẩn trốn, liền lộ ra ngu xuẩn rồi. Mà thời điểm hai người vừa động thủ, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mấy tức sau, trong tràng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Dương Diệp lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh, lúc này Vân Bán Thanh cũng đang nhìn hắn, Dương Diệp nói. Ngươi có phải sớm đoán được thân phận của ta hay không? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói. Trước kia ngươi hỏi ta sự tình kiếm minh,
Lúc ta trả lời có quan sát nét mặt của ngươi, ngươi đối với sự tìm kiếm mình tựa hồ rất quan tâm, tăng thêm ngươi còn trẻ như vậy liền có thực lực khủng bố, ta cũng có chút hoài nghi. Nhưng không xác định, bởi vì ngươi là kiếm tu, nhưng trước kia ngươi chưa bao giờ dùng kiếm, đều dùng nắm đấm, thoạt nhìn càng giống thể tu. Hơn nữa, chỗ này lại là cấm địa kiếm tu, cho nên tuy ta hoài nghi ngươi là Dương Diệp, nhưng lại không dám khẳng định. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Vân cô nương, hiện tại ta đại biểu kiếm minh mời ngươi gia nhập kiếm minh. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta nguyện ý. Bây giờ chúng ta tính toán là người một nhà chân chính rồi. Dương Diệp nói xong, cong ngón búng ra, một thanh dao găm xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh nói. Ngươi thật giống như sử dụng dao găm, thanh dao găm này là ta ngẫu nhiên đoạt được, tặng cho ngươi. Chuẩn đế cấp. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua dao găm trước mặt, cũng không khách khí, lập tức thu vào. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đợi ta một lát. Nói xong, Dương Diệp vung tay, năm cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa rồi giết bốn gã đế giả, tăng thêm trước kia mới vừa vào kiếm thần đảo giết lão giả áo đen, tổng cộng là 5 tên đế. Giả, tuy hiện tại hắn đã có thể sử dụng kiếm, nhưng hắn muốn trước luyện chế những thi thể này thành khôi lỗi. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn không có lập tức luyện chế, mà trước hết để cho huyền khí của mình khôi phục toàn bộ mới bắt đầu luyện chế. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Ngươi quả nhiên biết luyện chế khôi lỗi. Dương Diệp nói. Ngươi biết ta biết luyện chế khôi lỗi. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói. Trong tình báo ta lấy được, có nói bên cạnh ngươi có khôi lỗi, cho nên ta suy đoán ngươi có thể biết luyện chế khôi lỗi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi thật sự biết luyện chế khôi lỗi, hơn nữa còn là khôi lỗi đế giả cảnh. Cái khôi lỗi này, cùng cường giả đế giả cảnh chính thức có lẽ vẫn có chênh lệch a. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Không sai biệt lắm chỉ có 7-8 phần thực lực của cường giả đế giả cảnh chính thức. Vậy cũng rất khủng bố rồi. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười cười, không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Cứ như vậy, một ngày sau. Năm khôi lỗi đế giải xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng hắn lại phát hiện một điểm, chính là năm khôi lỗi này là cực hạn của hắn hiện tại. Vì sao? Bởi vì luyện chế khôi lỗi cần tinh thần lực khống chế, tăng thêm chút ít khôi lỗi ở tận thế thành, hiện tại hắn không sai biệt lắm có 20 khôi lỗi, dùng tinh thần lực của hắn hiện tại, cái này là cực hạn, nếu như lại nhiều, như vậy tinh thần lực của hắn có khả năng sẽ qua đời. Đương nhiên, nếu như thực lực của hắn tăng lên, tinh thần lực cùng linh hồn trở nên mạnh mẽ, tự nhiên là có thể luyện chế nhiều hơn, bất quá bây giờ là không thể rồi. Dương Diệp thu hồi 3 khôi lỗi, chỉ trừ 2 khôi lỗi ở bên ngoài, có 2 khôi lỗi đế giải trấn nhiếp bọn đạo trích là đủ rồi. Ở địa phương này, nếu như không có 2 đế giả trấn nhiếp, không biết bao nhiêu người muốn tới đánh chủ ý hắn cùng với Vân Bán Thanh, hắn tự nhiên không sợ, chỉ là không muốn cùng những người kia lãng phí thời gian. Cứ như vậy. Hai người đi sâu vào trong phế tích. Có lẽ chúng ta đang ở bên ngoài kiếm thần cung. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đánh giá bốn phía, đập vào mắt, cung điện sụp đổ, còn có các loại cự kiếm tàn phá do kim thạch không biết tên tạo thành. Không nghĩ tới kiếm thần cung rơi vào trình độ như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp nói. Có huy hoàng, thì nhất định có suy sụp. Không có thế lực nào có thể huy hoàng vĩnh hằng. Kiếm minh cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Ai biết được? Dương Diệp nói. Sự tình về sau, không có ai biết, chúng ta có thể làm là thời điểm chúng ta còn sống không cho kiếm minh xuống dốc. Về phần sau này lại nói, nghĩ quá nhiều, nhân sinh sẽ không có ý nghĩa. Ngươi ngược lại nhìn rất thoáng. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười cười. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn biến sắc, giữ chặt Vân Bán Thanh, hai người vừa dừng lại, ở chung quanh bọn họ đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang, yên lặng một cái chớp mắt, trong khe hở kiếm quang đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí, những kiếm khí này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhíu mày, tay phải nâng lên, trong chốc lát, những kiếm quang kia toàn bộ bất động, sau một khắc, tay Dương Diệp nhẹ vung lên. Những kiếm quang kia biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Vân Bán Thanh thở dài một hơi nói. Bán đế tới nơi này là muốn chết, coi như là đế giả,
không cẩn thận sợ rằng cũng phải vẫn lạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vừa rồi những kiếm quang kia, tuyệt đối không phải bán đế có thể ngăn cản. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, ở trước mặt hai người xuất hiện một cái ao tròn không lớn, chiếm diện tích chỉ có vài chục trượng, ở trong ao nhộn nhạo lấy nước màu bạc. Ngươi nhìn kìa, Vân Bán Thanh chỉ vào xa xa. Dương Diệp theo ngón tay của Vân Bán Thanh chỉ nhìn lại, ở cách đó không xa, có một tấm bia đá không trọn vẹn, trên tấm bia đá có ba chữ to, tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm trì. Dương Diệp khẽ chau mày, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn tiện tay lấy ra một thanh kiếm tiên cấp ném vào tẩy kiếm trì. Kiếm vào tẩy kiếm trì, yên lặng một cái chớp mắt, thanh kiếm bắt đầu rung rung kịch liệt, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, chuôi kiếm này đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói, sau đó chậm rãi bay lên. Dương Diệp vẫy tay, thanh kiếm bay đến trong tay hắn, nhìn thoáng qua kiếm trong tay, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì chuôi kiếm này của hắn tuy là tiên cấp, nhưng so với trước rõ ràng sắc bén hơn rất nhiều, hơn nữa chuôi kiếm này cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng lúc trước, kiếm trước kia, giống như một nữ nhân xấu xí, mà bây giờ, kiếm này giống như tuyệt thế giai nhân trang phục lộng lẫy. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trong ao nói. Tẩy kiếm tẩy đi tạp chất trong kiếm, để cho kiếm biến thành càng thêm thuần túy, thứ tốt ha. Kiếm minh vừa vặn dùng được. Không do dự, Dương Diệp vung tay, trực tiếp thu tẩy kiếm chỉ vào. Làm càn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng, một đạo kiếm quang xâm lãnh lóe lên, sau đó một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của Dương Diệp. Tốc độ của thanh kiếm này cực nhanh, tựa như điện chớp, ngay cả Dương Diệp cũng chưa có lấy lại tinh thần đã đi tới giữa mi tâm của hắn, bất quá thời điểm chuôi kiếm này muốn đâm vào da, thì như giật điện bay ngược ra ngoài. Hắn đã là kiếm ý niết bàn cảnh, đối với kiếm ý dưới niết bàn cảnh đã có thể miễn dịch. Kỳ thật không chỉ đối với kiếm ý dưới niết bàn cảnh, không có ý cảnh đạt tới niết bàn cảnh, đều rất khó tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều hắn tu kiếm, bởi vậy đối với kiếm ý có áp chế tuyệt đối mà thôi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, xuất hiện một trung niên nam tử lưng đeo hộp đựng kiếm màu đen, ở trong mắt đối phương lộ ra sát khí nồng đậm. Người của kiếm thần cung. Ánh mắt của trung niên nam tử rơi vào trên người Dương Diệp, trường kiếm trong tay trực chỉ Dương Diệp. Âm thanh hung dữ nói. Người từ ngoài đến đáng chết. Thanh âm rơi xuống, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra, sau đó trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Dương Diệp, tốc độ kiếm quang cực nhanh, đã trở thành một sợi tơ. Dương Diệp thò tay tìm tòi, rất nhanh, một thanh kiếm đứng ở trước lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của trung niên kia co rụt lại nói. Làm sao có thể? Dương Diệp đánh giá nam tử nói. Nếu như ta không đoán sai, cỗ thân thể này hẳn không phải của ngươi, ngươi là đoạt xá. Phải thì như thế nào? Trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Không có gì. Dương Diệp nói. Hiện tại kiếm thần cung có bao nhiêu người? Đều ở nơi nào? Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên hắn bấm một cái kiếm quyết, sau đó trên trăm đạo kiếm quang đột nhiên từ bốn phía phóng lên trời. Sau đó những kiếm quang này toàn bộ kích bắn về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhíu mày, bước về phía trước một bước bước ra, kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở giữa sân. Sau khi kiếm ý xuất hiện, những kiếm quang kia tán loạn, trung niên thì bị cỗ kiếm ý này chấn liên tục lùi lại hơn 1000 trượng. Kiếm ý trên hư vô cảnh, làm sao có thể, làm sao có thể. Trung niên nhìn Dương Diệp, giống như nhìn quái vật, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Sao không có khả năng? Thân hình Dương Diệp khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên nam tử kia, sau đó kiếm ý đè trung niên nam tử lại nói. Hiện tại trong kiếm thần cung còn có bao nhiêu người giống như ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp nhíu mày nói. Hiện tại, là ta hỏi ngươi. Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chừng 30 người. Chỉ có 30 người. Dương Diệp nhíu mày. Trung niên nam tử nói. Đoạt xá, có thành công, cũng có thất bại, hơn nữa lúc trước rất nhiều tiền bối không muốn đoạt xá, mà lựa chọn thiêu hủy linh hồn. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp một cái nói. Đoạt xá, có thành công, cũng có thất bại, hơn nữa lúc trước rất nhiều tiền bối không muốn đoạt xá, mà lựa chọn thiêu hủy linh hồn.
Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp một cái nói. Đoạt xá, có tổn thương thiên hòa, hơn nữa không phải là thân thể của mình, dù tính toán đoạt xá, linh hồn cùng thân thể kết hợp không đủ, không chỉ cảnh giới rơi xuống, thực lực đại giảm, hơn nữa cả đời không có khả năng tấn chức, cho nên đoạt xá chỉ có thể để cho chúng ta kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn mà thôi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Các ngươi có lẽ có đầu lĩnh à? Trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Dẫn ta đi gặp hắn. Dương Diệp nói. Trung niên nam tử do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, ở dưới trung niên nam tử dẫn dắt, ba người đi sâu vào trong phế tích. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết được, trung niên nam tử tên Hình Phong, vốn là cường giả đế giả cảnh, kiếm ý hư vô cảnh, nhưng sau khi đoạt xá, bởi vì thân thể cùng linh hồn kết hợp, cảnh giới rớt xuống bán đế, hơn nữa kiếm ý cũng thành nửa bước hư vô cảnh, bất qua trải qua khổ tu, kiếm ý lần nữa tăng lên tới hư vô cảnh, nhưng ở cảnh giới này cả đời khó có khả năng tấn chức. Ngươi là từ bên ngoài đến? Hình Phong hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không có khả năng a. Hình Phong nghi ngờ nói. Kiếm tu không có khả năng xuất hiện ở trên kiếm thần đảo, nếu như xuất hiện, cường giả thần bí kia nhất định xuất thủ. Tuy thực lực của ngươi cường đại, nhưng so sánh với cường giả thần bí kia có lẽ còn có chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp nói. Ta ẩn tàng kiếm ý cùng khí tức kiếm tu. Nghe vậy, con mắt Hình Phong lập tức xuất hiện một tia cuồng nhiệt nói. Ẩn nấp như thế nào? Có thể dạy chúng ta không? Ở nơi này bị nhốt không biết bao nhiêu năm, hắn tự nhiên là muốn rời đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Không cách nào truyền thụ. Hắn có thể che giấu khí tức, dựa vào là kiếm vực, những người này không có kiếm vực, tự nhiên không thể nào che giấu. Đương nhiên, hắn có thể dùng kiếm vực giúp những người này ẩn nấp, nhưng muốn mang những người này đi ra ngoài hay không, hắn còn muốn quan sát. Những người này đều đã sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa đều dựa vào đoạt xá sống sót, mang đi ra ngoài, làm không tốt chính là một nhiễu loạn. Nghe Dương Diệp nói, trong mắt trung niên nam tử hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lại không có nói cái gì. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, tuy hiện tại bốn phía đều là phế tích, nhưng không khó nhìn ra, nơi này đã từng cực kỳ to lớn đồ sộ. Đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Phụ cận có người cầu cứu. Người của kiếm thần cung cầu cứu. Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu nói. Gần đây có rất nhiều người tiến vào chỗ chúng ta, vì không để kiếm thần cung lọt vào phá hư, người của chúng ta đều đi ra ngăn cản, hiện tại có người gặp phải nguy hiểm, hẳn là đụng phải cường giả đế giả cảnh từ ngoài đến. Hơn nữa, khả năng còn không chỉ một. Đi, đi xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp nói. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ, lao về nơi phát ra tín hiệu. Dương Diệp và Vân Bán Thanh lập tức đi theo. Rất nhanh, ba người Dương Diệp đã nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, tốc độ của trung niên nam tử nhanh hơn. Chỉ chốc lát, ba người gặp được một gã nam tử áo bào xanh lưng đeo hộp đựng kiếm màu đen đang bị hai lão giả vây công. Nhìn thấy ba người Dương Diệp, hai lão giả lập tức ngừng lại, sau đó đề phòng nhìn về phía ba người. Lúc này, một lão giả trong đó đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh nói. Các ngươi là người từ ngoài đến. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía lão giả kia nói. Ngươi biết chúng ta. Lão giả nói. Ở trên hải hạm bái kiến các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không có chết ở trên tay Tần quản sự. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả nói. Ly khai đi. Ly khai. Lão giả cười lạnh một tiếng nói. Muốn chúng ta ly khai, có thể, để cho bọn hắn giao bảo vật của kiếm thần cung ra đây, chúng ta liền ly khai. Bảo vật. Âm thanh của Hình Phong lạnh lùng nói. Kiếm thần cung ta ngược lại là có chút bảo vật, nhưng không biết ngươi có mệnh hưởng dụng hay không. Lão giả cười lạnh nói. Ngươi còn tưởng kiếm thần cung hiện tại là kiếm thần cung năm đó sao? Nhìn rõ ràng, hiện tại kiếm thần cung, đã sớm trở thành quá khứ. Về phần các ngươi, ngay cả phiến phế tích này cũng không dám ra, ha ha. Bằng loại rác rưởi như ngươi cũng xứng nghị luận kiếm thần cung ta. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở phía chân trời vang lên, sau đó một cung trang mỹ phụ xuất hiện, ánh mắt mỹ phụ rơi vào trên người lão giả kia nói.
dù hôm nay kiếm thần cung ta xuống dốc, nhưng giết loại rác rưởi như ngươi, còn dễ dàng. Thanh âm rơi xuống, Mỹ Phụ điểm ra một ngón tay, trong chốc lát, vô số kiếm khí thoáng hiện, rậm rạp chẳng chịt bắn mạnh tới hai lão giả. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp híp mắt, kiếm ý của Mỹ Phụ là hư vô cảnh, nhưng kiếm ý của đối phương so với kiếm ý hư vô cảnh của hắn lúc trước còn ngưng thực hơn rất nhiều. Nhìn thấy cung trang Mỹ Phụ xuất thủ, hai lão giả kinh hãi, hai người cũng vội vàng xuất thủ, rất nhanh, xa xa truyền đến từng thanh âm kiếm minh cùng nổ vang. Áp chế. Vừa ra tay, hai lão giả kia đã bị cung trang Mỹ Phụ gắt gao áp chế, hai lão giả chỉ có bị động phòng ngự, cơ hồ không có cơ hội hoàn thủ. Thật mạnh. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Đương nhiên. Hình Phong nói. Ngọc trưởng lão ở trong chúng ta là tồn tại mạnh thứ hai, đừng nói hai đế giả, dù đến năm tên đế giả nàng cũng không sợ. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Xác thực rất mạnh. Có thể nói. Mỹ Phụ này là cường giả đế giả cảnh mạnh nhất hắn bái kiến, so với kiếm cực, kiếm hư còn có diệt thế đạo đạo chủ còn mạnh hơn không ít. Hình Phong nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, mà nam tử áo bào xanh bên cạnh hắn lại nhìn hằm hằm Hình Phong nói. Hình Phong, sao ngươi đi cùng người ngoài? Hình Phong nói. Ninh Đào, việc này đợi tí nữa lại giải thích với ngươi. Ninh Đào đang muốn nói cái gì, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Đám người Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa đột nhiên hiện ra vô số kiếm quang như mưa, bao phủ hai lão giả, qua mấy tức, kiếm quang tiêu tán, hai lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, hai lão giả kia toàn thân như bị vạn tiễn xuyên tâm, hiện đầy lỗ máu rậm rạp chằng chịt. Hai lão giả kinh hãi nhìn cung trang Mỹ Phụ, bất quá rất nhanh, trong con mắt của bọn họ không còn sắc thái. Rác rưởi. Cung trang Mỹ Phụ hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang bắn tung tóe, thi thể hai lão giả hóa thành một bãi thịt nát. Bái kiến Ngọc trưởng lão. Hai người Hình Phong vội vàng thi lễ với cung trang Mỹ Phụ một cái, cung kính nói. Cung trang Mỹ Phụ khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh, mà khi chứng kiến Vân Bán Thanh, hai mắt cung trang Mỹ Phụ lập tức nhíu lại, nàng đánh giá Vân Bán Thanh, rất nhanh, ở trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hỉ nói. Tốt. Tuổi còn nhỏ đạt tới bán đế, tư chất không tệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một nữ nhân ra dáng rồi. Tiền bối có ý tứ gì? Vân Bán Thanh nhíu mày, nàng có loại cảm giác xấu. Có ý tứ gì? Khóe miệng của cung trang Mỹ Phụ nổi cười lạnh nói. Đương nhiên là đoạt xá ngươi. Nói xong, cung trang Mỹ Phụ thò tay chảo tới Vân Bán Thanh. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh. Hắn nhìn cung trang Mỹ Phụ nói. Ta cho ngươi cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ lần nữa. Một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Cung trang Mỹ Phụ ngẩn người, sau đó trong mắt hiện lên vẻ khinh thường nói. Ngươi tính toán cái gì? Thanh âm rơi xuống, tay phải nàng vung lên, một đạo kiếm ý bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại không chút sức mẻ, mặc kệ kiếm ý uy áp nghiền ép ở trên người, ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người cung trang Mỹ Phụ. Kiếm ý của cung trang Mỹ Phụ trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh nào. Sao, làm sao có thể? Trong mắt cung trang Mỹ Phụ tràn đầy khó có thể tin, nàng bước về phía trước một bước, một cỗ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể nàng bạo tuôn mà ra, sau đó bao trùm tới Dương Diệp. Như trước kia, những kiếm ý này toàn bộ chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Cung trang Mỹ Phụ ngây người, lúc này Hình Phong đang muốn nói cái gì? Nhưng Dương Diệp lại bước về phía trước một bước, sau đó một cỗ kiếm ý lăng không đặt ở trên người cung trang Ninh Mỹ Phụ. Thân thể cung trang Mỹ Phụ run lên, liên tục lùi lại, thời điểm Dương Diệp thu lại kiếm ý, nàng mới dừng chân được. Ngươi là kiếm ý trên hư vô cảnh. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, như thấy được quỷ. Ngươi không phải thấy được sao? Dương Diệp nói. Dẫn ta đi gặp đầu lĩnh của các cơ ngươi, ta cảm thấy. Chúng ta nên nói chuyện một chút. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, chất vấn. Dương Diệp nhíu mày nói. Ta nói, dẫn ta đi gặp đầu lĩnh của các ngươi. Chứng kiến thần sắc cùng ngữ khí của Dương Diệp, cung trang Mỹ Phụ biến sắc, giờ phút này nàng đột nhiên nhớ tới, tuy người trước mắt cảnh giới không bằng nàng, nhưng thực lực lại có thể hoàn toàn nghiền áp nàng. Sau khi bày đúng tâm thái,
Cung Trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp một cái nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi đến xa xa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cung Trang Mỹ Phụ, sau đó cùng Vân Bán Thanh đi theo. Phải cẩn thận một chút. Lúc này, thanh âm của Vân Bán Thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy hắn là kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng những người ở đây không biết sống bao nhiêu năm, ai biết bọn hắn ngoại trừ kiếm ý ra, còn có thủ đoạn khác hay không. Tự như hắn, tuy hắn là kiếm tu, nhưng dù không cần kiếm, thực lực của hắn cũng có thể giết đế. Nếu như những người này có thể không cần kiếm, vậy lực áp chế của hắn đối với những người này sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Cung Trang Mỹ Phụ, mọi người đi đến chỗ sâu trong phế tích, trên đường đi, thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía trải rộng các loại kiếm trận, trong đó một ít kiếm trận chỉ sợ coi như là đế giả chống lại cũng chịu không nổi. Mà theo như Cung Trang Mỹ Phụ nói, những cái này chỉ là kiếm trận không trọn vẹn, nếu như là nguyên vẹn, cường giả đế giả cảnh cũng có thể đơn giản gạt bỏ. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là kiếm trận bên ngoài. Nếu như là kiếm trận nội bộ, còn có hộ tông đại trận của kiếm thần cung, hư giả cảnh cũng có thể chém giết. Sở dĩ thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, còn có một nguyên nhân, chính là lần nữa cảm nhận được cường giả diệt kiếm thần cung cường đại. Lúc trước kiếm thần cung là có cường giả hư giả cảnh, hơn nữa khẳng định không phải một hai vị, đế giả càng nhiều. Tăng thêm những đại trận kia của kiếm thần cung, đối phương lại dùng sức một mình diệt kiếm thần cung. Nghĩ tới tương lai có khả năng cùng đối phương là địch. Ra đầu Dương Diệp không khỏi run lên. Đi một hồi, một cung điện tương đối hoàn hảo xuất hiện ở trong tầm mắt của người. Cái này là chủ điện của kiếm thần cung. Dương Diệp hỏi. Đương nhiên không phải. Cung Trang Mỹ nữ lắc đầu. Đây là căn cứ của chúng ta, về phần kiếm thần cung, cách nơi này còn có mấy ngàn dặm, bất quá chúng ta vào không được. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Cung Trang Mỹ nữ nói. Chủ điện kiếm thần cung có một kiếm trận, cái kia là năm đó sư tổ bố trí, uy lực vô cùng cường đại, chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Năm đó không có bị hủy sao? Dương Diệp hỏi. Cung Trang Mỹ Phụ nói. Trận phá, nhưng trận cơ vẫn còn, chỉ cần có linh khí, nó sẽ tự động vận hành. Mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn thoáng qua nói. Rất mạnh. Bởi vì kiếm ý trong trận cũng là kiếm ý trên hư vô cảnh. Khóe miệng Dương Diệp co rút, nếu như kiếm ý trong kiếm trận không phải niết bàn cảnh, vậy hắn muốn phá trận có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng kiếm trận kia cũng là kiếm ý niết bàn kiếm, hơn nữa còn là kiếm ý của kiếm vô cực, như vậy này không phải vấn đề nhỏ, mà là vấn đề lớn rồi. Tuy hắn chưa từng gặp qua kiếm trận kia, nhưng kiếm trận bố trí ở chủ điện kiếm thần cung sẽ yếu sao? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Không suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì bọn hắn đã tiến vào đại điện. Vừa mới tiến vào đại điện, một thanh niên áo xanh lưng đeo hộp đựng kiếm đi tới, khi thấy Dương Diệp và Vân Bán Thanh, thanh niên nhíu mày một cái nói. Người từ ngoài đến. Hắn là kiếm tu. Cung Trang Mỹ Phụ nói. Kiếm tu. Thanh niên sững sờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi là kiếm tu từ bên ngoài đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao vào được? Thanh âm của thanh niên run lên. Cung Trang Mỹ Phụ cũng nhìn về phía Dương Diệp. Ở địa phương này không biết bị giam bao nhiêu năm, bọn hắn tự nhiên là muốn đi ra ngoài. Hiện tại có kiếm tu tiến đến, cái này đối với bọn họ mà nói, giống như ở trong vực sâu đen kịt đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời. Che giấu kiếm ý cùng khí tức. Dương Diệp nói. Làm sao che giấu? Thanh niên kia vội hỏi. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể che giấu, nhưng che giấu như thế nào, cũng không thể tránh được con mắt của cường giả thần bí kia, chỉ cần vừa đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên nói. Chính là che giấu như vậy, thanh niên ngẩn người, sau đó trong mắt đột nhiên thoáng hiện lệ khí nói. Ngươi không nói. Dương Diệp bước về phía trước một bước nói. Xem bộ dạng của ngươi, thật giống như muốn đánh ta. Thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện, một bên Cung Trang Mỹ Phụ vội vàng nói. Sư huynh, lần này hắn tới là. Nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt, thanh niên kia đã trực tiếp rún kiếm bổ tới Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn mang, sau một khắc,
hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra. Keng! Tiếng kim thiết đứt gãy vang lên, rất nhanh, trong chàng yên tĩnh trở lại. Dương Diệp đứng ở trước mặt thanh niên nam tử, trong tay hắn có một thanh kiếm, mà lúc này mũi kiếm đang chống đỡ ở giữa mi tâm của thanh niên nam tử, kiếm nhập ba xích, máu tươi không ngừng tràn ra, khuôn mặt của thanh niên nam tử bị nhuộm đỏ tươi. Thanh niên nam tử ngơ ngác nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Kiếm ý trên hư vô cảnh, làm sao có thể? Một bên, cung trang Mỹ phụ khẩn trương nhìn Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thật sự sát nhân, bọn hắn thật không có biện pháp nào. Kiếm ý trên hư vô cảnh, đối với bọn họ là có lực áp chế tuyệt đối. Trừ khi bọn hắn không cần kiếm, nhưng với tư cách kiếm tu, bọn hắn không dùng kiếm, chiến lực còn có mấy thành. Cũng may, Dương Diệp tựa hồ không có ý tứ sát nhân. Dương Diệp thu hồi kiếm, sau đó nhìn về phía cung trang Mỹ phụ nói. Ta tới nơi này, không phải đến đối địch với các ngươi, nhưng nếu như lại có không có mắt đến xuất thủ với ta. Nói xong, tay phải Dương Diệp nắm lấy trường kiếm mạnh mẽ vung lên. Xùy! Một cánh tay của thanh niên kia bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến, cho dù là Vân Bán Thanh cũng nheo mắt, nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ làm như vậy. Thanh niên bị Dương Diệp phế bỏ một cánh tay không có kêu thảm thiết, chỉ kinh hãi nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp làm khiếp sợ hắn rồi. Dương Diệp cũng không có quản thanh niên kia, mà nhìn về phía cung trang Mỹ phụ nói. Lão đại của các ngươi đâu? Cung trang Mỹ phụ nhìn Dương Diệp một cái nói. Hắn đang bế quan, ta, hiện tại ta đi thông chi hắn, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thanh niên kia cùng đám người Hình Phong. Ba người hiểu ý, theo nàng đi ra đại điện. Sau khi bọn người cung trang Mỹ phụ rời đi, trong cung điện chỉ còn lại có Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Sở dĩ ngươi làm như vậy, là muốn trấn nhiếp bọn hắn. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Người đều thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nếu ta không bày ra thực lực của mình, không chừng những người này còn muốn chơi hoa chiêu gì. Vân Bán Thanh có chút trầm ngâm nói. Ta cảm giác có thể sẽ có phiền toái. Những người này muốn đi ra ngoài muốn điên rồi. Dương Diệp nhíu mày nói. Vì đi ra ngoài, bọn hắn xác thực có khả năng sự tình gì cũng làm được. Vì sao ngươi không nói thẳng dẫn bọn hắn đi ra ngoài, sau đó thu phục những người này? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Kiếm Minh, không phải người nào cũng thu. Hơn nữa, bọn hắn đã từng cao cao tại thượng, lại để cho bọn hắn thần phục ta. Ngươi cảm thấy hy vọng rất lớn sao? Hơn nữa, đồ vật dễ dàng có được, mọi người sẽ không quý trọng, thậm chí có người còn sẽ cảm thấy ta thiếu nợ bọn hắn. Giống như thanh niên trước kia, hắn đã cảm thấy ta thiếu nợ hắn. Nhân tính. Vân Bán Thanh cúi đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì sàn nhà dưới chân bọn hắn đột nhiên biến ảo, sau đó một sợi xích sắt màu vàng lăng không xuất hiện ở dưới chân, gắt gao cuốn lấy chân của hai khôi lỗi và bọn hắn. Những khóa sắt này khoảng chừng mấy chục sợi, hơn nữa đều là đế cấp. Ta không nghĩ tới, thậm chí có kiếm tu có thể đến nơi đây, hơn nữa còn là một vị kiếm tu kiếm ý trên hư vô cảnh, quả nhiên là khiến người ngoài ý muốn. Thanh âm rơi xuống, một lão giả hoa bào xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp và Vân Bán Thanh, ở bên cạnh lão giả hoa bào là cung trang Mỹ phụ cùng thanh niên bị Dương Diệp chặt đứt một cánh tay. Mà ở sau lưng ba người, còn có hơn 30 tên kiếm tu. Trong đó có đế giả, cũng có bán đế. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão giả hoa bào nói. Chúng ta còn không có nói chuyện, người đã làm như vậy. Còn nói gì chứ? Lão giả hoa bào đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Thấy được không, ta đã rất già rồi, cỗ thân thể này đã sắp đến cuối cùng. Nếu như không có thân thể mới đoạt xá, ta rất nhanh sẽ chết, tuy sau khi đoạt xá, cảnh giới ngã xuống, trọn đời không cách nào lại tấn chức. Nhưng chết tử tế không bằng còn sống, không phải sao? Ngươi muốn đoạt xá ta? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên. Trên khuôn mặt già nua của lão giả hoa bào hiện ra vui vẻ nói. Trời cao đối đãi ta thật không tệ, kiếm ý trên hư vô cảnh, lại trẻ tuổi như vậy, ngươi thật sự hoàn mỹ. Nói xong, lão giả đột nhiên hưng phấn lên. Hơn nữa, ngươi còn có pháp môn ẩn nấp khí tức kiếm tu, ngươi là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta. Ha ha! Dương Diệp! Ở trước khi người đoạt xá,
ta có thể hỏi mấy vấn đề hay không? Dương Diệp nhìn lão giả kia nói. Sắp chết đến nơi rồi còn hỏi vấn đề. Lúc này, thanh niên cụt tay âm thanh hung dữ nói. Trước kia người đoạn ta một tay, hiện tại, ta đoạn ngươi hai cánh tay. Nói xong, hắn muốn động thủ, nhưng lúc này lão giả hoa bào lại ngăn cản hắn nói. Đợi tí nữa cỗ thân thể này là của ta, ta không muốn hắn có tổn thương gì. Thanh niên cụt tay không dám vi phạm lão giả, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Hắn không thể động, con quỷ nhỏ này có lẽ có thể động chứ. Cái này phải xem ý tứ sư muội của ngươi. Lão giả nói. Thanh niên cụt tay nhìn về phía cung trang mỹ phụ, trên mặt cung trang mỹ phụ hiển hiện dáng tươi cười nói. Sư huynh, thân thể của con quỷ nhỏ này lát nữa là của ta, nếu như ngươi làm mấy thứ gì đó với nàng, cái này để cho sư muội làm sao chịu nổi. Ngươi không phải yêu thích thanh âm khiếu kiếm của ta sao? Đợi tí nữa tặng cho ngươi. Thanh niên cụt tay nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ, lạnh nhạt nói. Thật, cung trang mỹ phụ con mắt sáng ngời. Ta còn có thể nói dối sao? Thanh niên cụt tay âm thanh lạnh lùng nói. Dáng tươi cười trên mặt cung trang mỹ phụ càng sáng lạn. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Bất quá, sư huynh nên thương hương tiếc ngọc một chút, đừng làm hư thân thể này. Yên tâm, ta sẽ rất thương hương tiếc ngọc. Ánh mắt của thanh niên cụt tay rơi vào trên người Vân Bán Thanh, âm thanh hung dữ nói. Đôi mắt của Vân Bán Thanh buông xuống, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên cụt tay nói. Nam nhân vô năng mới có thể tìm nữ nhân tới phát tiết phẫn nộ của mình, ngươi rất vô năng. Ngươi nói cái gì? Thanh niên cụt tay nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc càng thêm dữ tợn. Dương Diệp nói. Ta chém đứt cánh tay của ngươi, ngươi muốn báo thù, tới tìm ta à? Đi khi dễ một nữ nhân tính toán cái gì? Sắc mặt của thanh niên cụt tay cực kỳ khó coi, mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Ngươi đánh không lại ta, đi tìm nữ nhân phát tiết, ngươi đây không phải vô năng là cái gì? Kiếm thần cung năm đó giàu gì cũng là đại lục đệ nhất thế lực, làm sao lại ra rác rưởi như ngươi? Ngươi có thể đạt tới đế giả, hẳn dùng tinh thạch trồng chất lên à? Tinh thạch trồng chất lên. Thanh niên cụt tay hung dữ nói. Năm đó ta tung hoành đại lục lúc, ngươi còn không biết ở đâu. Dương Diệp nói. Sống nhiều năm như vậy vẫn là đế giả, còn là cái đức hạnh này, xem ra ngươi đều sống trên thân chó rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng nói. Còn các ngươi nữa, nhìn xem các ngươi, như cái gì? Như cái xác không hồn, kiếm tu không sợ sinh tử, nhưng các ngươi ngược lại tốt. Vì mạng sống, một lần lại một lần đoạt xá, sau đó như chó sống sót. Nói thật, tuy các ngươi còn sống, nhưng còn không bằng chết đi. Lúc này đây, sắc mặt mọi người đều khó coi. Dương Diệp lại nói. Vốn ta có chút chờ mong, bởi vì ta cảm giác các ngươi còn có điểm mấu chốt cùng kiên trì của mình, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi là một đám rác rưởi, loại rác rưởi như các ngươi, lại nhiều ta cũng không cần. Chuyện cười. Lão giả hoa bào đột nhiên nói. Chúng ta rác rưởi, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng ta cho ngươi biết, những người đứng ở trước mặt ngươi, đã từng là siêu cấp cường giả tung hoành đại lục. Hiện tại sở dĩ cảnh giới của bọn hắn ngã xuống, đó là bởi vì đoạt xá tạo thành. Chúng ta đoạt xá có cơ hội sống, ai sẽ nguyện ý buông tha. Lúc này, thanh niên cụt tay kia cười lạnh nói. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn bảo hộ nữ nhân này. Ha ha, ta cho ngươi biết, ta sẽ hảo hảo thương tiếc nàng. Ngươi quá để ý mình rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên cụt tay, sau đó nhìn về phía lão giả hoa bào nói. Không phải muốn đoạt xá sao? Đến đây đi. Nhìn ngươi bình tĩnh như vậy, ta ngược lại có chút do dự. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nói. Sợ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Sợ. Lão giả hoa bào cười ha ha. Cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta sẽ sợ ngươi, tiểu tử, ngươi có thể đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, nhất định là tâm trí cứng cỏi, ngươi trấn định như thế, là rất có lòng tin với mình. Nếu như ta chỉ là đế giả, còn thật không dám đoạt xá ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, thân thể của ta tuy là đế giả, nhưng linh hồn của ta lại là hư giả cảnh. Nghe lão giả hoa bào nói, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, trong mắt hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy,
Trên mặt mọi người lập tức hiện ra nụ cười lạnh, thanh niên cụt tay mỉa mai nói. Nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi kiên cường đến cỡ nào, ở trước mặt cái chết, còn không phải giống như người bình thường, còn không biết xấu hổ nói chúng ta, mình cũng là một cái sợ chết. Sợ chết, nhân chi thường tình mà. Trên mặt lão giả hoa bào tràn đầy vui vẻ nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm, sau khi ta đoạt xá ngươi, tuyệt sẽ không bôi nhỏ cổ thân thể này. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bọn người thanh niên cụt tay lập tức thối lui. Trước đó không phải ngươi có vấn đề muốn hỏi sao? Nói, ta thỏa mãn di ngôn của ngươi. Lão giả hoa bào nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả hoa bào nói. Kiếm thần ấn cùng ngân hà kiếm đồ ở trên tay ngươi sao? Nguyên lai ngươi là vì cái này mà đến. Lão giả hoa bào nói. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, hai thứ này đều không ở trên tay của ta. Vậy chúng nó ở nơi nào? Dương Diệp lại hỏi. Có lẽ ở chủ điện kiếm thần cung, bất quá, không có người có thể vào. Không đúng, đợi sau khi ta đoạt xá ngươi, nếu như kiếm ý vẫn là kiếm ý trên hư vô cảnh, ta có cơ hội đi vào. Lão giả hoa bào cười nói. Cho nên, người hoàn toàn có thể yên tâm đi chết rồi, bởi vì hai đồ vật này ta đều thay người lấy tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta xác thực yên tâm, một vấn đề cuối cùng, người có thấy được cường giả lúc trước diệt kiếm thần cung kia không? Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Như thế nào? Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nói. Bái kiến hắn, đều chết hết. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Đã minh bạch, đến đây đi. Lão giả hoa bào cười lạnh, lúc này cung trang mỹ phụ đột nhiên nói. Coi chừng. Thanh niên cụt tay cũng nói. Ta cũng thấy tiểu tử này có chút kỳ quặc, sư huynh ngươi phải cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Ta cũng không tin hắn một thánh giả cảnh, linh hồn có thể mạnh hơn cường giả hư giả cảnh. Lão giả hoa bào nói. Về phần ý chí, hư, lão phu có thể tu luyện đến hư giả cảnh, ý chí há có thể yếu hơn hắn. Thanh âm rơi xuống, linh hồn của lão giả hoa bào trực tiếp xuất khiếu, sau đó chui vào mi tâm Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, kể cả Vân Bán Thanh. Đặc biệt là Vân Bán Thanh, tuy nàng biết rõ thực lực của Dương Diệp. Nhưng lão giả đoạt xá đã từng là hư giả cảnh. Dương Diệp có thể chống đỡ được hắn đoạt xá sao? Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên, Dương Diệp mở mắt. Nhìn thấy Dương Diệp mở mắt, Vân Bán Thanh cùng đám người thanh niên cụt tay tâm lập tức nhấc lên. Đám người thanh niên cụt tay cũng không có hưng phấn hoặc cao hứng, mà đề phòng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng nói. Thành công rồi, lão phu thành công rồi. Thân thể mới, thân thể hoàn mỹ, ha ha. Nghe Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh ở một bên hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch. Mà đám người thanh niên cụt tay thì thở dài một hơi, thanh niên cụt tay cười lạnh nói. Trước kia tự tin, ta còn tưởng rằng hắn có thể chống lại sư huynh người đoạt xá. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều. Cung trang mỹ phụ cười nói. Tuy kiếm ý của hắn là trên hư vô cảnh. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là thánh giả cảnh, linh hồn một thánh giả cảnh có thể chống lại hư giả cảnh sao? Trừ khi sư tổ trọng sinh còn có khả năng. Lúc này, ánh mắt của thanh niên cụt tay rơi ở trên người Vân Bán Thanh, cười dâm nói. Tiểu nữ oa, ra, để cho ta hảo hảo yêu thương ngươi. Thanh âm rơi xuống, thanh niên cụt tay muốn động thủ, mà đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên lạnh lùng nói. Như thế nào, tinh trùng lên não, ngay cả sư huynh cũng mặc kệ. Thanh niên cụt tay sững sờ, khi thấy những khóa sắt trên chân Dương Diệp, lập tức hiểu được, hắn quay người nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ, hai người nhẹ gật đầu, sau đó bấm kiếm quyết, rất nhanh, những khóa sắt trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Sau khi khóa sắt biến mất không thấy gì nữa, thanh niên cụt tay lại đi về phía Vân Bán Thanh, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên chắn ở trước mặt Vân Bán Thanh, nhìn thấy một màn này, thanh niên cụt tay nhíu mày nói. Sư huynh ngươi cái này là ý gì? Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên cụt tay nói. Còn có muốn ly khai chỗ này không? Thanh niên cụt tay ngẩn người, lập tức cuồng hỉ nói. Thiếu chút nữa quên cái này, có lẽ sư huynh đã đạt được phương pháp ẩn nấp kia rồi, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, đám người thanh niên cụt tay lập tức kích động lên, có thể đi ra ngoài.
Bị nhốt ở địa phương này không biết bao nhiêu năm, mục đích duy nhất của bọn hắn đúng là đi ra ngoài, hiện tại rốt cục có thể đi ra ngoài, bọn hắn như thế nào không kích động. Một lát sau, thanh niên cụt tay hỏi. Sư huynh, phải ẩn nấp như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng nói. Sở dĩ hắn có thể ẩn nấp khí tức của mình, cũng không phải dùng pháp môn gì, mà là dùng một loại trận pháp đến ẩn nấp. Trận pháp. Thanh niên cụt tay nhíu mày. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Nếu như không phải trận pháp ẩn nấp cường đại, người cảm thấy có thần thông gì có thể giấu giếm được vị kia? Thanh niên cụt tay nghĩ nghĩ nói. Nói cũng đúng, thực lực vị kia thông thiên, chỉ sợ coi như là thần thông hư cấp cũng không có khả năng che giấu đối phương. Cũng chỉ có trận pháp cường đại mới có thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Sư huynh, đó là trận pháp gì? Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên cụt tay nói. Cửu thiên thập địa ẩn thân trận. Cửu thiên thập địa ẩn thân trận. Thanh niên cụt tay cau mày nói. Đó là trận gì? Bất kể là trận gì, để cho sư huynh trực tiếp bày trận không phải được sao? Lúc này cung trang mỹ phụ kia nói. Nói cũng đúng. Thanh niên cụt tay gật đầu nói. Dương Diệp nói. Muốn bố trí trận này, cần hai loại đồ vật, một là tử tinh thạch, còn có kiếm đạt tới đế cấp. Đều lấy tử tinh thạch cùng kiếm đế cấp ra đi. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, bằng không thì rất dễ dàng thất bại. Một khi thất bại, ta có thể sẽ bị cắn trả. Hơn nữa tử tinh thạch cùng kiếm của chúng ta đều có thể báo hỏng. Cho nên các ngươi đừng che giấu, lấy ra toàn bộ, có thể đi ra ngoài hay không, liền xem lần này rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn mọi người nói. Đều lấy ra đi. Dương Diệp tự nhiên vẫn là Dương Diệp, lão giả hoa bào kia. Đừng nói đã từng là cường giả hư giả cảnh, coi như bây giờ là cường giả hư giả cảnh, hắn cũng không sợ. Đoạt xá hắn. Lão giả hoa bào này là tự mình tìm đường chết, vòng xoáy nhỏ đã cùng hắn dung làm một thế, muốn đoạt xá hắn, liền ý nghĩa cùng vòng xoáy nhỏ là địch, nếu như ở bên ngoài còn may, nhưng trong cơ thể hắn, lại đến mấy hư giả cảnh cũng không đủ giết. Trong tràng, nghe Dương Diệp nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Dương Diệp nhướng mày nói. Các ngươi còn có muốn đi ra ngoài không hả? Thanh niên cụt tay do dự một chút nói. Sư huynh, chúng ta tự nhiên là muốn đi ra ngoài, nhưng kiếm đế cấp này. Chỉ là mượn thoáng một phát, dùng xong sẽ trả lại cho các ngươi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, mọi người lập tức thở dài một hơi, thanh niên cụt tay cười nói. Sư huynh ngươi nói sớm đi, chúng ta còn tưởng rằng bố trí trận kia, những kiếm này sẽ không còn. Nói xong, hắn dẫn đầu lấy ra hai thanh kiếm. Dương Diệp nhìn thoáng qua, đều là đế cấp, khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía mọi người bên cạnh. Lúc này mọi người cũng không có chần chờ, nhao nhao lấy kiếm của mình ra. Mấy tức sau, ở trước mặt Dương Diệp dựng thẳng 43 chuôi kiếm, toàn bộ là đế cấp. Nhìn mấy chục thanh kiếm trước mặt, Dương Diệp cảm giác tim mình gia tốc. 43 thanh kiếm đế cấp. Đây là một khái niệm gì? Tuy hắn rất giàu có, nhưng hắn còn không có giàu đến tình trạng xem đế cấp là sắt vụn, phải nói, đế cấp với hắn mà nói coi như là vật hy hữu. Nếu như những kiếm này cho kiếm minh sử dụng, nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp nhịn không được có chút giơ lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn lướt qua mọi người nói. Còn nữa không? Còn chưa đủ sao? Thanh niên cụt tay hỏi. Dương Diệp nói. Ta là sợ vạn nhất, nếu như không đủ. Chúng ta có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu bàn về kiếm trận, kiếm thần cung ta có thể nói là đại lục đệ nhất, nhưng vì sao chúng ta chưa từng nghe qua cửu thiên thập địa ẩn thân trận nhỉ? Lúc này, cung trang mỹ phụ đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Đám người thanh niên cụt tay cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Các ngươi có biết vì sao người này có thể đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh không? Vì sao? Cung trang mỹ phụ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ nói. Hắn đi qua Vẫn Thần Sơn, đã lấy được sư tổ truyền thừa, cái trận pháp kia, là sư tổ năm đó từ ngoại vực đạt được, bất quá sư tổ không để trận pháp này ở kiếm thần cung. Thì ra là thế. Cung trang mỹ phụ khẽ gật đầu nói. Ta nói hắn như thế nào sẽ đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, nguyên lai đã lấy được sư tổ truyền thừa. Có thể nói hắn là đệ tử của sư tổ, chúng ta. Ngu xuẩn. Thanh niên cụt tay bỗng nhiên lạnh giọng quát.
Dù hắn là truyền nhân của sư tổ thì như thế nào? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Hôm nay kiếm thần cung đã sớm chỉ là danh nghĩa, chúng ta ngay cả mạng cũng sắp giữ không được, còn quản hắn là truyền nhân của ai? Lãnh Ngạn sư huynh nói không sai. Ở bên cạnh thanh niên cụt tay, một gã kiếm tu nói. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, sống mới là trọng yếu nhất, về phần truyền nhân gì đó, cái kia cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Lãnh Ngạn nói, chờ chúng ta đi ra ngoài, lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể lần nữa xưng bá đại lục. Nói xong, hắn nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói. Bất quá, việc cấp bách nhất của chúng ta là ly khai chỗ này. Cho nên các ngươi còn có kiếm đều lấy ra, sư huynh sẽ không nuốt kiếm của các ngươi, che giấu không có ý nghĩa. Nghe Lãnh Ngạn nói, mọi người trong tràng khẽ gật đầu, rất nhanh, lại nhiều ra 5 thanh kiếm đế cấp. Dương Diệp vung tay, thu kiếm trong sân vào, sau đó nói. Tử tinh thạch. Kiếm đều giao ra, mọi người tự nhiên sẽ không che giấu tử tinh thạch, nhao nhao lấy ra toàn bộ tử tinh thạch. Dương Diệp nhìn lướt qua, tổng cộng có hơn 1 vạn viên. Hắn nhìn lướt qua mọi người nói. Quá ít. Hơn 1 vạn còn thiếu sao? Lãnh Ngạn hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đây không phải trận pháp bình thường. Cái trận này là thượng cổ kiếm tu ở ngoại vực sáng chế, nếu như tùy tùy tiện tiện có thể bố trí xuống, như vậy tổ sư còn không truyền ra. Nói xong, hắn nhìn lướt qua mọi người nói. Đừng che giấu nữa, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây, đến lúc đó còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lãnh Ngạn quay người nhìn thoáng qua mọi người đều lắc đầu. Dương Diệp nhíu mày, lúc này cung trang Mỹ Phụ đột nhiên nói. Chúng ta không phải còn có một tụ linh trận sao? Trong tụ linh trận ít nhất còn có hơn 3 vạn viên tử tinh thạch, đây hẳn đủ a. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng nói. Đúng vậy, tụ linh trận, ta sao lại quên tụ linh trận nhỉ? Chúng ta lấy hết tinh thạch trong tụ linh trận, có lẽ không sai biệt lắm là đủ rồi. Thế nhưng nếu như lấy ra những tử tinh thạch kia, tụ linh trận sẽ biến mất, đến lúc đó linh khí ở khu vực của chúng ta sẽ biến thành mỏng manh. Một gã kiếm tu bỗng nhiên nói. Ngu xuẩn. Lãnh Ngạn nói. Chúng ta đã rời đi rồi, còn cần tụ linh trận làm gì? Đi, chúng ta đi tụ linh trận lấy tinh thạch ra. Nói xong, Lãnh Ngạn mang theo mọi người phía sau hắn quay người rời đi. Trong tràng chỉ còn lại có Dương Diệp và Vân Bán Thanh, còn có cung trang Mỹ Phụ. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp một cái, cười nói. Chúc mừng sư huynh đạt được tân sinh. Hơn nữa còn là thân thể ưu tú như thế. Dương Diệp nhìn thoáng qua cung trang Mỹ Phụ nói. Sư muội muốn nói cái gì? Cung trang Mỹ Phụ cười cười nói. Dùng thực lực của sư huynh, ra địa phương quỷ quái này, ngày sau nhất định có thể xưng bá toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, đến lúc đó, kính xin sư huynh chiếu cố sư muội nhiều hơn. Đương nhiên. Dương Diệp cười nói, cung trang Mỹ Phụ mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Vân Bán Thanh nói. Sư huynh, sư muội ta thật sự có chút đợi không kịp, hiện tại để cho sư muội đoạt xá nàng a. Nói xong, cung trang Mỹ Phụ định xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại đột nhiên nói. Chậm đã. Cung trang Mỹ Phụ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Như thế nào, chẳng lẽ sư huynh cũng coi trọng nữ nhân này? Dương Diệp đi đến trước mặt Vân Bán Thanh, sau đó thò tay nhéo nhéo cái cằm của Vân Bán Thanh, cười nói. Cô gái này nghiêng nước nghiêng thành. Sư huynh sao sẽ không động tâm? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cung trang Mỹ Phụ nói. Cho nên, sư muội muốn đoạt xá, trước chậm rãi a, bằng không thì sư muội đoạt xá rồi, sư huynh không tiện hạ thủ. Ngươi cứ nói đi. Sau lưng Dương Diệp, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói, dáng tươi cười trên mặt cung trang Mỹ Phụ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó cười nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, sư huynh đã có hứng thú với nàng, như vậy sư muội sẽ chờ một thời gian. Ân, ta đi giúp đám người Lãnh Ngạn sư huynh. Nói xong, cung trang Mỹ Phụ xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Ngăn lại nàng, nàng khám phá ra ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở giữa sân. Trực tiếp trấn áp cung trang Mỹ Phụ tại chỗ. Ngươi quả nhiên không phải sư huynh. Cung trang Mỹ Phụ hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Dương Diệp nói.
vì cái gì, tại sao sư huynh lại thất bại? Dương Diệp nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, không có trả lời, mà quay người nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Ngươi là làm sao thấy được? Thời điểm ngươi ngăn cản Lãnh Ngạn kia. Vân Bán Thanh nói. Còn có ánh mắt của ngươi, trong ánh mắt của ngươi tràn đầy tự tin, đây là lão giả trước kia không có. Còn có nữa là cảm giác, ngươi cho ta cảm giác không có ác ý. Dương Diệp sờ lên cái mũi nói. Ta còn tưởng rằng mình đã diễn rất tốt, xem ra ta hoàn toàn thất bại rồi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cung trang Mỹ Phụ nói. Ngươi thì sao, ngươi là làm sao nhìn thấu? Cung trang Mỹ Phụ trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ngay từ đầu chỉ có chút hoài nghi, bởi vì ngươi nói chuyện ngữ khí không giống sư huynh, cho nên ta quyết định thử xem. Ngươi nói muốn đoạt xá nàng chính là vì thử ta. Dương Diệp nói. Cung trang Mỹ Phụ khẽ gật đầu nói. Quả nhiên, ngươi ngăn trở ta, mà lý do dĩ nhiên là muốn lên nàng. Chúng ta nói chuyện có thể văn minh một chút hay không? Dương Diệp có chút bất mãn nói. Ngươi một nữ nhân, nói rõ ràng như vậy, thật sự được sao? Hắn ngược lại không có gì, chủ yếu là sợ Vân Bán Thanh xấu hổ. Cung trang Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Nàng không phải nữ nhân của ngươi. Dương Diệp nói. Nói ngươi làm sao nhìn thấu ta đi, ta thật đúng là có chút hiếu kỳ. Cung trang Mỹ Phụ nói. Sở dĩ xác định ngươi không phải sư huynh của ta, là vì sư huynh của ta không gần nữ sắc. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sau nửa ngày hắn lắc đầu nói. Không nghĩ tới vấn đề ở chỗ này. Vì cái gì sư huynh của ta sẽ thất bại? Cung trang Mỹ Phụ trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía cung trang Mỹ Phụ nói. Ta cảm thấy ngươi nên quan tâm chính mình thì hơn. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đám người Lãnh Ngạn đột nhiên đi đến, sau đó Lãnh Ngạn lấy ra một không gian giới chỉ nói. Tổng cộng hơn 3 vạn viên tử tinh thạch, tăng thêm trước kia, là 4 vạn viên, sư huynh, bắt đầu bày trận đi. Nói xong, không gian giới chỉ trong tay hắn đưa cho Dương Diệp. Không gian giới chỉ đưa cho Dương Diệp, Lãnh Ngạn cười hắc hắc nói. Sư huynh, người bày trận, ta đi hảo hảo yêu thương tiểu nữ oa này, sư đệ ta đã có chút nhịn không được. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, chào tới Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh nhìn Lãnh Ngạn, ánh mắt bình tĩnh, tựa như nhìn một người chết. Ông! Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, thân thể Lãnh Ngạn cứng rắn tại nguyên chỗ. Mọi người hoảng hốt. Lãnh Ngạn quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi không phải sư huynh. Thanh âm rơi xuống, đầu Lãnh Ngạn nghiêng một cái, rơi xuống trên mặt đất, một cột máu phóng lên trời. Ngươi! 30 mấy người ở bên cạnh kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt mọi người ngoại trừ kinh hãi còn có phẫn nộ, nhưng lại không ai dám động thủ. Kiếm ý trên hư vô cảnh, đối với bọn họ đã có thể hoàn toàn áp chế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám người cung trang Mỹ Phụ, lúc này, cung trang Mỹ Phụ đột nhiên đi tới trước mặt hắn nói. Chúng ta bị nhốt ở nơi này quá lâu, lâu đến chúng ta đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm. Chúng ta, chỉ là muốn sống, chỉ là muốn đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn cung trang Mỹ Phụ hồi lâu, sau đó nói. Ta cho các ngươi sống. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài điện, Vân Bán Thanh vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, cung trang Mỹ Phụ đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống nói. Ngươi là truyền nhân của sư tổ, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Chút ít kiếm tu khác cũng vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó như cung trang Mỹ Phụ chậm rãi quỳ xuống. Dương Diệp liếc nhìn mọi người nói. Các ngươi không phải muốn thần phục ta, mà là muốn ta mang bọn người đi ra ngoài. Ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài, chúng ta liền thần phục ngươi. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể đi ra ngoài. Bọn hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Không cần. Dương Diệp nói xong, tiếp tục đi ra ngoài điện. Vì cái gì? Lúc này, cung trang Mỹ Phụ đột nhiên quát. Dương Diệp dừng bước lại nói. Ngươi biết rõ tại sao ta lại muốn tới cùng các ngươi nói chuyện không? Bởi vì lúc đầu ta nghĩ là muốn mang các ngươi rời đi. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không có lựa chọn nói chuyện với ta, mà lựa chọn muốn đoạt xá chúng ta. Thời điểm các ngươi lựa chọn đoạt xá, cũng đã là địch nhân của ta. Ta vốn nên tru sát các ngươi, nhưng nể tình kiếm vô cực, lưu các ngươi một mạng.
Bất quá, mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình mà phụ trách, hiện tại, chính là thời điểm các ngươi phụ trách cho lựa chọn của mình. Dương Diệp nói xong, cùng Vân Bán Thanh bước nhanh biến mất ở bên ngoài đại điện. Trong điện, sắc mặt đám người cung trang mỹ phụ như cho tàn. Lao tù. Bọn hắn muốn tiếp tục ở trong lao tù này cả đời, sau đó không ngừng tìm người đến đoạt xá, không ngừng ở chỗ này cầu thả lấy. Tuyệt vọng, sau đó xuất hiện hy vọng, tại đến tuyệt vọng. Cung trang mỹ phụ nhìn xem ngoài điện rất lâu, sau đó nói. Chư vị, ta không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, khóe miệng cung trang mỹ phụ đột nhiên tràn ra tia máu đỏ tươi, ánh mắt của nàng vẫn mở to như trước, vẫn đang nhìn ngoài điện, nhưng trong đó đã không có bất luận sắc thái gì. Chư vị, bảo trọng. Lại một giọng nói vang lên, rất nhanh, một thân thể cứng ngắc. Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Mười tức sau, trong chàng một tiếng hít thở cũng không, tĩnh như vùng đất chết. Ngoài điện, Dương Diệp dừng bước, trầm mặc mấy tức, hắn khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục đi đến. Những người này, thực lực cũng không tệ lắm. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói. Ta biết. Dương Diệp nói. Những người trong điện kia đã từng là đế giả, hơn nữa kiếm ý cơ bản đều là kiếm ý hư vô cảnh, đặc biệt là cung trang mỹ phụ kia, hoàn toàn có thể dùng một địch vài tên đế giả. Vậy vì sao ngươi không thu bọn hắn, hoặc luyện chế thi thể của bọn hắn thành kiếm nô? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nói. Giam giữ trên vạn năm, đã để những người này không có tôn nghiêm kiếm tu cùng điểm mấu chốt làm người, chỉ cần có thể sống, bọn hắn có thể vô hạn đổi mới điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên, người đều muốn sống, không gì đáng trách. Nhưng ta không cần người như vậy, loại người này tiến vào kiếm minh, chỉ biết mang đến ảnh hưởng mặt trái. Hơn nữa, bọn hắn thường xuyên đoạt xá, bản thân không có khả năng tăng lên, bởi vậy, ngày sau bọn hắn muốn tiếp tục sống, nhất định sẽ tiếp tục tìm người đoạt xá. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói. Vậy vì sao không luyện chế bọn chúng thành khôi lỗi? Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Trước kia ta cảm giác mình có thể vô hạn luyện chế khôi lỗi, nhưng gần đây ta phát hiện, không được. Mỗi một cỗ khôi lỗi đều cùng ta có liên hệ tinh thần, nếu như khôi lỗi nhiều, tinh thần ta gánh nặng sẽ rất lớn, tự như hiện tại, tăng thêm khôi lỗi trước kia, ta có gần 20 khôi lỗi, đều là đế giả, tất cả cộng lại, tinh thần của ta đã có chút không chịu nổi. Lại luyện chế, ta sợ tinh thần sẽ sụp đổ. Vấn đề này, trước kia hắn luyện chế 4 khôi lỗi liền phát hiện. Cái này để cho trong lòng của hắn cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì cái này ý nghĩa về sau hắn tối đa chỉ có thể có 20 khôi lỗi. Đương nhiên, theo thực lực tăng lên, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, khôi lỗi tự nhiên cũng có thể thêm nữa, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng cảnh giới lên. Cảnh giới, là căn bản của hết thảy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Trước kia vuốt cằm của ngươi, không phải cố ý đùa giỡn, thứ lỗi. Cái kia chính là cố ý sao? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói. Khuôn mặt Dương Diệp co lại, muốn nói cái gì, lúc này Vân Bán Thanh nói. Không cần giải thích, ta không có sĩ diện cãi láo như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Mẹ cùng đệ đệ của ngươi, có lẽ tạm thời không sao chứ? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có việc gì, bất quá. Chúng ta nhất định phải tới Vân gia trước khi hải hạm trở lại Vọng Hải Thành, bởi vì nếu hải hạm trở về, sự tình ta giết Vân Thiên Minh tất nhiên sẽ bạo lộ. Khi đó, mẫu thân cùng đệ đệ của ta. Dương Diệp nói. Minh Bạch, giải quyết chuyện nơi đây xong, ta cùng ngươi đi Vân gia, thuận tiện nhìn xem ẩn vực. Đa tạ. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp cười nói. Ta làm như vậy cũng là vì để người về sau bán mạng cho ta. Cho nên không cần quá cảm động. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Ta trước kia có phải người điều tra ngươi, ngươi không giống ta tưởng tượng. Ta nguyên bản ở trong mắt người là một dạng người như thế nào? Dương Diệp cười nói. Ta nói, ngươi sẽ không tức giận chứ? Vân Bán Thanh nói. Sẽ không. Dương Diệp cười nói. Vân Bán Thanh nói. Từ trong tình báo, ta cảm thấy ngươi rất ngây thơ, rất ngốc nghếch. Xúc động, bảo thủ, hành động theo cảm tình, tóm lại trong mắt của ta, ngươi hoàn toàn chính là một mãng phu, ngươi căn bản không xứng làm kiếm minh minh chủ, bởi vì ngươi không có một chút ý thức đại cục, làm việc toàn bộ bằng yêu thích của mình, loại người như ngươi,
nhảy đáp không được bao lâu. Dương Diệp đen mặt. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, nói khẽ. Tức giận. Không có, bất quá ta cảm thấy ngươi nói thẳng quá rồi. Dương Diệp nói. Được rồi. Trong mắt Vân Bán Thanh có mỉm cười nói. Nhưng cùng ngươi ở chung mấy ngày, ta phát hiện, ngươi thật ra là trong thô có mảnh, làm rất nhiều sự tình ngươi đều có cân nhắc qua, hơn nữa có đối sách. Hơn nữa, ở trên xử lý rất nhiều chuyện, ngươi không đơn giản chỉ biết dùng bạo lực, đương nhiên, có thể dùng bạo lực giải quyết, ngươi tựa hồ sẽ không dùng não, nhìn như lỗ mãng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật đây là biện pháp giải quyết sự tình đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất. Trên mặt Dương Diệp hiện ra dáng tươi cười nói. Người đây là đang khoa trương ta sao? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp, chân thành nói. Nhất định có rất nhiều nữ tử thích ngươi. Dương Diệp sửng sốt, sau một lúc lâu hắn nói. Sao lại hỏi vấn đề này? Vân Bán Thanh nói. Rất nhiều cường giả đối với kẻ yếu đều có tâm tính trời sinh bao quát và bố thí. Ta theo ngươi lâu như vậy, thực lực của người viễn siêu ta vô số lần, có thể nói, ta ở trước mặt ngươi là con kiến hôi. Nhưng một đường đi tới, ngươi rất tôn trọng ta, đối đãi ta, không có chút bao quát cùng bố thí nào. Tựa như trước kia, ngươi xin lỗi ta vì vô ý mạo phạm, cái này kỳ thật ngươi không cần phải xin lỗi, không chỉ không nên xin lỗi, ta ngược lại phải cảm kích, bởi vì ngươi cứu ta. Nhưng ngươi xin lỗi, ở trong lòng ngươi, ta cùng ngươi là ngang hàng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Ngươi nghĩ thật nhiều. Nữ nhân bình thường đều nghĩ nhiều. Vân Bán Thanh nói, đại lục cường giả vi tôn, có thực lực mới tìm được tôn trọng của người khác. Mà ta yếu hơn ngươi nhiều, hơn nữa là một nữ nhân, nhưng ngươi lại rất tôn trọng ta. Hiện tại ta có chút minh bạch vì cái gì có nhiều người nguyện ý đi theo ngươi như vậy, bởi vì ngươi tôn trọng bọn họ. Dương Diệp cười nói, ta cũng không phát hiện, nguyên lai ta có nhiều ưu điểm như vậy. Một điểm trọng yếu nhất là, ngươi không phải vì muốn lôi kéo người mà tận lực làm như vậy. Ta cảm giác được, cái này là bản tính của ngươi. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Đừng khoa trương ta nữa, lại khoa trương, lòng hư vinh của ta sẽ phá trời. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Ngươi dùng mạo khuynh thành, vì sao phải mang mạng che mặt? Không mang, sẽ có rất nhiều phiền toái. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu nói. Cũng phải. Dùng dung mạo của ngươi, xác thực rất dễ dàng trêu chọc phiền toái. Bất quá, cho dù ngươi mang khăn che mặt cũng dễ dàng trêu chọc phiền toái. Vì sao? Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười nói. Đồ vật càng thần bí càng hấp dẫn người, ngươi mang khăn che mặt, chỉ biết hấp dẫn thêm nữ. Vậy ta không đeo. Vân Bán Thanh nói xong, vạch trần khăn che mặt xuống. Nhìn dung mạo của Vân Bán Thanh, trong nội tâm Dương Diệp âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Vân Bán Thanh xác thực rất đẹp, thuộc về loại có thể làm cho người nhìn thấy liền rời mắt không được. Sự vật xinh đẹp luôn có thể hấp dẫn người, đặc biệt là mỹ nữ đối với nam nhân, Dương Diệp hắn tự nhiên cũng là nam nhân. Đương nhiên, hắn chỉ ôm tâm tính thưởng thức, nữ nhân của hắn, đã rất nhiều. Nghĩ đến bọn người Thanh Thi, Vu Tịch, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vui vẻ, sau đó thu hồi ánh mắt. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái. Không nói gì. Hai người không có nói chuyện, bước nhanh đi đến chủ điện kiếm thần cung. Ước chừng đi hơn một canh giờ, thần sắc của Dương Diệp và Vân Bán Thanh đều ngưng trọng. Bởi vì ở bốn phía bọn hắn xuất hiện kiếm ý này không giống những kiếm ý trước kia, kiếm ý này là kiếm ý trên hư vô cảnh. Càng đi về phía trước, kiếm ý càng ngày càng lăng lệ ác liệt, hơn nữa bốn phía thỉnh thoảng sẽ toát ra kiếm quang cùng kiếm khí. Những kiếm quang cùng kiếm khí kia không phải nhắm vào bọn họ, mà giống như là trận pháp không nhạy. Cẩn thận một chút. Vân Bán Thanh nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhích lại gần bên người Dương Diệp. Những kiếm khí cùng kiếm quang kia, mặc kệ một đạo nào cũng không phải nàng có thể chống lại. Có thể nói, nếu như nàng dính vào, không chết cũng tàn phế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó phóng kiếm ý niết bàn cảnh của mình ra ngoài, chống cự lại những kiếm ý kia. Những kiếm quang cùng kiếm khí kia cũng không nguy hiểm gì, bởi vì căn bản không dựa vào hắn được, nhưng kiếm ý niết bàn cảnh thì hơi mạnh, nếu như hắn không dùng kiếm ý của mình đi chống cự, áp lực rất lớn. Nhưng thời điểm hắn phóng kiếm ý ra, dị biến nổi lên. Thời điểm kiếm ý xuất hiện,
một cổ kiếm ý kinh khủng đột nhiên như tuyết lở nghiền áp về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Kiếm ý niết bàn cảnh. Dương Diệp nhíu mày, bước về phía trước một bước, một cỗ kiếm ý lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, tạo thành một bức tường vô hình, ngăn cản lấy kiếm ý nghiền áp đến kia. Oanh! Hai cỗ kiếm ý chạm vào nhau, trong trang lập tức vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên, không gian chung quanh Dương Diệp và Vân Bán Thanh như nước sôi phập phồng kịch liệt. Mà Dương Diệp ở lúc giao phong, lùi về sau gần 10 bước. Dương Diệp nhíu mày nói. Đứng ở đằng sau ta. Thân hình Vân Bán Thanh khẽ động, đi tới sau lưng Dương Diệp. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, hai tay Vân Bán Thanh nắm lại, trong mắt có một tia lo lắng. Trước mặt Dương Diệp, hai lỗ kiếm ý như trước đối kháng, không gian chung quanh không ngừng kích động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác. Bước về phía trước một bước, kiếm ý mang tất cả mà ra. Oanh! Két sát! Nương theo một tiếng nổ lớn, không gian chung quanh Dương Diệp và Vân Bán Thanh dạn nứt ra. Cùng lúc đó, hai cổ kiếm ý ở trên không trung trực tiếp biến mất. Mà đúng lúc này, một thanh ý kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành đột nhiên phá không bay đến. Mặc dù chỉ là một thanh ý kiếm, nhưng cho người cảm giác lại như đại sơn. Ngay cả Dương Diệp cũng không khỏi bị thanh ý kiếm kia ép tới khí tức cứng lại. Không dám khinh thường, Dương Diệp cong ngón búng ra, một thanh ý kiếm kích xạ, cùng thanh ý kiếm xa xa đụng vào nhau. Ông! Một tiếng kiếm minh bén nhọn vọng mà lên, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại thay đổi, bởi vì thanh ý kiếm của hắn rạn nứt, phảng phất như sau một khắc sẽ vỡ vụn. Mà thanh ý kiếm đối diện lại hoàn hảo vô khuyết. Trái tim Dương Diệp có chút trầm xuống. Oanh! Lúc này, thanh ý kiếm của hắn vỡ vụn, sau đó thanh ý kiếm đối diện mang theo uy áp khủng bố bắn đến. Chuôi kiếm này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp lấy chỉ làm kiếm, sau đó một ngón tay điểm ra. Ông! Kiếm cùng chỉ chạm vào nhau, lần nữa vang lên tiếng kiếm minh, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, mà chuôi ý kiếm lại dính sát lấy ngón tay của hắn, giống như muốn đâm thủng ngón tay của hắn vậy. Ngừng! Dương Diệp nói xong, chân phải của hắn mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người lập tức ngừng lại, nhưng tay của hắn lại ngoặt một cái. Sau một khắc, trong mắt Dương Diệp hiện lên hung lệ, tay có chút lệch, sau đó trực tiếp bắt được chuôi ý kiếm này. Thời điểm cầm chặt chuôi kiếm, thanh ý kiếm này điên cuồng rung rung, muốn tránh thoát tay của Dương Diệp. Tay trái của Dương Diệp cũng cầm chặt thanh ý kiếm này, hai tay ra sức, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp không ngừng lao tới, gắt gao trấn áp ý kiếm. Qua hồi lâu, oanh, thanh ý kiếm trong tay Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi Dương Diệp dừng lại, Vân Bán Thanh vội vàng đi đến trước mặt hắn, khi thấy hai tay của Dương Diệp, Vân Bán Thanh biến sắc, lúc này hai tay của Dương Diệp đã huyết nhục mơ hồ, cánh tay của hắn càng hiện đầy khe nhỏ giống như mạng nhện, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Vân Bán Thanh ngẩn người, sau đó vội vàng lấy ra một cái khăn lụa băng bó cho Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại ngăn trở nàng nói. Không sao. Nói xong, tử khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển lên hai tay, theo tử khí chữa trị, những miệng vết thương kia bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn hai tay của mình, Dương Diệp trầm mặc. Đồng dạng là kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng lần này hắn có thể nói là bại hoàn toàn. Chênh lệch. Tuy hắn cùng với kiếm vô cực đều là kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng hắn và kiếm vô cực tầm đó y nguyên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp liền bình thường trở lại. Kiếm ý niết bàn cảnh của kiếm vô cực ít nhất là đỉnh phong, thậm chí nói không chừng đã sắp đạt tới trên niết bàn cảnh, mà hắn vừa mới đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh, kém xa là rất bình thường. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp cũng không xoắn suýt, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh tràn đầy vẻ lo lắng, cười nói. Không có việc gì, điểm ấy tổn thương với ta mà nói, là chút thương nhỏ. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, khẽ gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi, ta đối với phía trước càng ngày càng hiếu kỳ. Cứ như vậy, hai người tiếp tục đi lên phía trước, lúc này đây, chung quanh hai người không có gặp được kiếm trận gì, một đường cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, hai người đi ra phế tích, ở trước mặt hai người ngoài ngàn trượng là một cung điện thật lớn, chiếm diện tích gần vạn trượng, giống như một tiểu thành. Dương Diệp phát hiện, toàn bộ cung điện đều do vô số tiểu kiếm xây thành. Mà ở trên đỉnh cung điện, có hơn vạn thanh kiếm đang dùng quy luật nào đó xoay quanh.
Trừ đó ra, ở bốn phía cung điện thỉnh thoảng có phi kiếm thiểm lược mà qua. Những kiếm này, toàn bộ đều là chuẩn đế cấp. Cái này là kiếm thần cung năm đó danh chấn minh ngục đại lục sao? Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Có lẽ là nó rồi. Nói xong, Dương Diệp đi đến, Vân Bán Thanh vội vàng đuổi theo, sau đó nói. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Dương Diệp cười nói. Ta biết rõ không đơn giản, nhưng chúng ta đã đến nơi này, chẳng lẽ lại muốn lui về? Nói cũng đúng. Vân Bán Thanh nói. Bất quá phải cẩn thận một chút. Tự nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hai người bước nhanh hơn. Rất nhanh, hai người tới trước cổng chính cung điện, ở trên đại môn có khắc ba chữ kiếm thần cung. Dương Diệp trầm ngâm, thò tay đẩy cửa cung, nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên cửa thoáng hiện, oanh về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Sắc mặt Dương Diệp lờ biến hóa, kéo Vân Bán Thanh ra phía sau, tay phải hóa trưởng thành quyền, mạnh mẽ oanh một cái. Bành! Kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp và Vân Bán Thanh bị chấn liên tục lù chi lại. Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, ở trên nắm tay, nhiều ra vài vết máu. Đúng lúc này, chút ít tiểu kiếm xoay quanh trên cung điện đột nhiên ngừng lại. Phát giác được một màn này, Dương Diệp biến sắc, định mang theo Vân Bán Thanh ly khai, nhưng đã chậm. Không trung gần vạn thanh kiếm đột nhiên từ trên cao kích xạ, vạn đạo kiếm quang cùng xuống, giống như mưa to dày đặc, muốn tránh cũng không được. Những kiếm này, toàn bộ đều ra chỉ lấy kiếm ý niết bàn cảnh. Dương Diệp nhíu mày, chân phải mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, kiếm ý niết bàn cảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, sau đó bổ về phía những kiếm quang kia. Sau khi kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp xuất hiện, những thanh kiếm ở chân trời lập tức bị cản trở. Nhưng thân thể của Dương Diệp lại ngoặt xuống. Những kiếm này đều là chuẩn đế cấp, hơn nữa đều ra chỉ kiếm ý niết bàn cảnh, uy lực kinh khủng cỡ nào. Cho dù Dương Diệp là kiếm ý niết bàn cảnh tăng thêm thân thể thần biến cảnh cũng đỡ không nổi. Ông! Lúc này, một khe hở kiếm trận to lớn xuất hiện ở phía chân trời. Sau khi khe hở xuất hiện, những thanh kiếm kia lập tức rung động kịch liệt, sau đó không ngừng tuôn ra từng đạo kiếm quang oanh kích Dương Diệp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bình chướng kiếm ý của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, bình chướng kiếm ý vỡ vụn, hơn vạn đạo kiếm quang như chùy ngàn cân mạnh mẽ rớt xuống. Một bên, Vân Bán Thanh biến sắc, hai tay nhìn không được run rẩy. Cút! Một tiếng giống giận dữ ở giữa sân vang lên, sau đó một cột máu phóng lên trời, nơi cột máu đi qua, những kiếm quang kia bị tách ra, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang huyết sắc từ phía dưới quét lên. Rầm rầm rầm! Vạn đạo kiếm quang bị kiếm quang huyết sắc đánh tan, bất quá đúng lúc này, khe hở kiếm quang ở phía chân trời đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó những thanh kiếm nguyên bản bị Dương Diệp đánh tan đột nhiên tụ tập, sau đó hợp thành một thanh cự kiếm chống trời. Sau khi cự kiếm xuất hiện, không gian cũng bị bóp méo. Phía dưới, nhìn cự kiếm kia, trong mắt Dương Diệp lệ khí thoáng hiện, sau một khắc, chân phải hắn mạnh mẽ đập mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang huyết sắc phóng lên trời. Mà lúc này, cự kiếm cũng tự phía chân trời mạnh mẽ rơi xuống. Ở trong ánh mắt khẩn trương của Vân Bán Thanh, kiếm quang huyết sắc cùng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Kiếm quang huyết sắc tiêu tán, cự kiếm chống trời cũng ầm ầm nổ tung, vô số phi kiếm bắn tung tóe. Cùng lúc đó, khe hở kiếm trận cũng rạn nứt ra. Nhưng nó không có biến mất, hơn nữa rất nhanh lại phát ra tiếng kiếm minh. Khi tiếng kiếm minh vang lên, những phi kiếm nguyên bản bị Dương Diệp đánh tan lập tức tụ tập lại. Khe hở kiếm quang là kiếm trận, trước phá vỡ nó mới được. Bằng không thì sẽ vô cùng vô tận. Một bên, Vân Bán Thanh vội vàng hô. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, khi thấy hai mắt Dương Diệp giống như biển máu, Vân Bán Thanh tâm thần run sợ, nhìn không được lùi lại tầm 10 bước. Bất quá cũng may Dương Diệp rất nhanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tay phải cầm kiếm giáng ở mi tâm, sau một khắc, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vân Bán Thanh ngẩn người, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Oanh! Phía chân trời đột nhiên bộc phát ra kiếm quang sáng rực cùng tia máu chói mắt, tia máu cùng kiếm quang trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Phía dưới, Vân Bán Thanh gắt gao nhìn phía chân trời, hai tay không ngừng run rẩy. Yên lặng hồi lâu. Ông! Ở trong tia máu cùng kiếm quang, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, rất nhanh, oanh một tiếng vang thật lớn. Khe hở kiếm trận lơ lửng ở phía chân trời ầm ầm vỡ vụn. Kiếm quang vỡ vụn,
kiếm khí không ngừng bắn tung tóe, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời trải rộng vết rách không gian, làm cho người ta sợ hãi. Một tia máu từ phía chân trời rơi xuống, Vân Bán Thanh vội vàng chạy tới, nhưng còn chưa tới gần, đã bị lệ khí cùng sát ý chấn bay ra ngoài. Vân Bán Thanh đứng lên, nhìn Dương Diệp bị tia máu bao phủ, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Đã qua hồi lâu, tia máu tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của Vân Bán Thanh, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh mỉm cười, nhìn thấy dáng tươi cười này, Vân Bán Thanh lập tức thở dài một hơi. Nàng vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp, lúc này trên người Dương Diệp không có miệng vết thương gì, bất quá có chút thoát lực, cơ hồ sắp đứng không vững. Vân Bán Thanh nâng Dương Diệp dậy, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cửa cung điện đột nhiên mở ra, cùng lúc đó, một giọng nói từ bên trong truyền ra, tốt một cái Dương Diệp, vào đi, ta chờ ngươi đã lâu. Nghe vậy, Dương Diệp sửng sốt. Bên trong có người, người này còn nhận ra mình. Lúc này đầu Dương Diệp có chút mộng, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh, lúc này trong mắt Vân Bán Thanh cũng tràn đầy khó hiểu. Dương Diệp là lần đầu tiên đến kiếm thần đảo, điểm này nàng có thể xác định, mà bên trong thậm chí có người, hơn nữa còn nhận ra Dương Diệp, này thật là có chút không thể tưởng tượng. Vào không? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp cười cười nói. Hẳn không thể quay đầu trở về nha. Đang nói, hắn lấy ra một ít tử tinh thạch nuốt vào. Sau đó nhìn về phía bầu trời, lúc này bầu trời trôi nổi vô số thanh kiếm. Kiếm trận bị phá, những thanh kiếm này biến thành lục bình không dễ, bừa bãi phiêu phù ở không trung. Không có do dự, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, nhất thời những thanh kiếm kia toàn bộ lao tới, cuối cùng bị hắn cất vào. Gần vạn thanh kiếm trận đế cấp. Dương Diệp ngẫm lại cũng cảm thấy kích động. Đè kích động cùng hưng phấn ở trong nội tâm, Dương Diệp nói. Chúng ta tiến vào xem đi. Bên trong không chỉ có người, còn nhận ra ta thật sự rất là hiếu kỳ. Nói xong, hai người Dương Diệp đi đến cửa đại điện. Trong đại điện, ở vị trí chính giữa ngồi một nam tử áo bào xanh, nam tử lưng đối diện Dương Diệp và Vân Bán Thanh, bởi vậy hai người nhìn không rõ dung mạo của nam tử áo bào xanh. Ngoại trừ nam tử áo bào xanh, cả đại điện không có một vật. Cẩn thận chút. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh lên tiếng nói. Dương Diệp gật đầu. Hắn đi đến gần nam tử áo bào xanh, khi cách nam tử áo bào xanh còn có 10 trượng, một bình chướng vô hình cản lại hắn. Dương Diệp không có tới nữa, mà ngừng chân nói. Các hạ là ai, vì sao các hạ biết ta, còn có trước đó ngươi nói chờ ta đã lâu, này lại là ý gì? Đang nói, Dương Diệp đánh giá đối phương, nhưng thần thức của hắn mới vừa đi ra ngoài, lại như đá chìm đáy biển. Vấn đề của ngươi, lát nữa ta sẽ giải đáp từng cái. Nam tử áo bào xanh nói. Ngươi có thể trước trả lời ta mấy vấn đề được không? Nói đi. Dương Diệp nói. Trước đó ngươi sử dụng kiếm, là hung kiếm. Nam tử áo bào xanh nói. Phải. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh trầm ngâm một lát nói. Hung kiếm đạt tới hư cấp, ta ở ngoại vực chỉ thấy qua một lần, không nghĩ đến bây giờ lại nhìn thấy. Ngươi có thể hàng phục kiếm này, hơn nữa sử dụng. Nghĩ đến phải giết qua không ít người. Đúng là giết qua không ít. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Người thế gian, nếu khi dễ ngươi, lấn ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, khinh ngươi, tiện ngươi, lừa ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Giết, nếu người lấn ta, ta tất sát người. Nếu trăm vạn người lấn ngươi, ngươi cũng muốn giết sạch. Nam tử áo bào xanh nói. Có gì không thể? Dương Diệp phản hỏi. Nam tử áo bào xanh trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Ngươi không có lòng nhân từ. Lòng nhân từ, ta tự nhiên có. Dương Diệp nói. Ta có lòng nhân từ, nhưng phải xem đối với người nào. Nếu đối đãi địch nhân, ngươi cũng muốn có lòng nhân từ với hắn. Không, ta một mực tin tưởng một câu nói, nhân từ với địch nhân, là tàn nhẫn với chính mình. Càng là không phụ trách với mình cùng thân nhân bằng hữu của mình. Là địch nhân, đuổi tận giết tuyệt. Kiếm đạo của ngươi, là ích kỷ. Nam tử áo bào xanh nói. Ngươi đều là ích kỷ. Dương Diệp nói. Chỉ là ta không che giấu ích kỷ của mình, cho nên này để ta lộ ra càng thêm ích kỷ. Nam tử áo bào xanh trầm mặc rất lâu nói. Ngươi nói đúng, ngươi đều là ích kỷ.
Thế nhưng ngươi biết rõ không? Lúc đó, hắn vốn có thể không cần cái chết. Nhưng vì đại lục, hắn không tiếc phóng ra tất cả kiếm ý, từ ngoại vực đuổi trở về ngăn cản người nọ. Nếu như hắn không trở về, hắn sẽ không suy sụp. Khi đó, ta hy vọng hắn ích kỷ một lần cỡ nào a? Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu, hắn tự nhiên biết rõ, hắn, trong miệng nam tử áo bào xanh nói là ai, này dĩ nhiên là Kiếm Vô Cực. Hắn đánh giá nam tử áo bào xanh nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Đừng gấp, đợi lát nữa ta sẽ giải đáp tất cả. Rất nhiều năm không có cùng người nói chuyện, để ta muốn nói nhiều một chút. Nam tử áo bào xanh nói. Lúc đó ta hỏi hắn vì sao biết rõ người nọ không thể địch, còn phải về. Hắn nói, rất nhiều người một khi lên cao rồi, lại quên mất mình là từ phía dưới đi lên, nhưng ta không phải, ta biết đứng ở chỗ càng cao, trách nhiệm sẽ càng lớn. Hắn làm được, đến chết, hắn cũng không do dự, cho dù vị kia cố ý bỏ qua hắn, nhưng hắn y nguyên không rời khỏi, thẳng đến chiến chết. Đang nói, hắn ngừng một chút. Nếu như là ngươi, ngươi khẳng định sẽ không trở về, đúng không? Dương Diệp cười nhẹ một tiếng nói. Ta sẽ vì thân nhân cùng bằng hữu của mình mà chiến, nhưng ta sẽ không vì người trong thiên hạ mà chiến. Vì cái gì? Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp nói. Bởi vì nếu ta có khó khăn, chỉ có thân nhân cùng bằng hữu của ta mới giúp ta, còn người trong thiên hạ. Bọn hắn sẽ giúp ta sao? Sẽ không, cho nên, thứ cho ta nói thẳng, người trong thiên hạ sinh tử, cùng ta có quan hệ gì? Nam tử áo bào xanh trầm mặc rất lâu. Sau đó gật đầu nói. Ta hiểu được, kiếm đạo ngàn vạn, kiếm đạo mỗi người đều bất đồng, mặc kệ kiếm đạo gì, cũng không có lỗi, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Kiếm đạo của người thích hợp ngươi, người kiên trì bản tâm đi kiếm đạo thích hợp người, cho nên kiếm đạo của người mới có thành tựu của ngày hôm nay. Bây giờ có thể giải đáp nghi hoặc cho ta hay không? Dương Diệp nói. Hắn không muốn cùng đối phương kéo việc này. Ngươi muốn biết cái gì? Nam tử áo bào xanh nói. Ngươi là ai? Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh nói. Cái vấn đề này, ta ở cuối cùng sẽ trả lời ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử áo bào xanh nói. Vì sao ngươi biết ta? Ngươi đi qua Vẫn Thần Sơn, cho nên ta biết ngươi. Nam tử áo bào xanh nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nam tử áo bào xanh phất tay. Trước mắt Dương Diệp nhất thời xuất hiện một màn sáng lóe ra, rất nhanh, hắn xuất hiện ở trong màn sáng, Dương Diệp sững sờ, bởi vì trong màn sáng xuất hiện tràng cảnh đúng là hắn tiến vào Vẫn Thần Sơn. Trong màn sáng ghi lại cảnh hắn leo lên Vẫn Thần Sơn đến cuối cùng rời khỏi Vẫn Thần Sơn. Dương Diệp phất tay, hết thảy trước mắt biến mất nói. Không giải thích thoáng một phát sao? Hình chiếu trận, là hắn bố trí xuống. Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp gật đầu nói. Cái vấn đề này, ta rõ ràng. Một vấn đề cuối cùng, người đến tột cùng là ai? Vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nam tử áo bào xanh trầm mặc một cái chớp mắt nói. Đừng dùng kiếm ý cùng huyền khí. Thanh âm rơi xuống, nam tử áo bào xanh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu. Trực tiếp oanh ra một quyền. Quyền kiếm chạm vào nhau, sắc mặt Dương Diệp đại biến, chân phải mạnh mẽ xoay tròn, cả người thối lui đến ngoài 10 trượng. Hắn nhìn về phía tay của mình, lúc này tay của hắn run rẩy. Không phải bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh, mà là bởi vì một kiếm này của đối phương, trực tiếp đâm vào điểm lực lượng bộc phát của hắn, ngăn chặn lực lượng của hắn, để lực lượng cắn trả bản thân. Sơ hở. Thân sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Một kiếm này của đối phương trực tiếp đâm vào sơ hở của hắn. Lại đến, người áo xanh nói, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, một kiếm đâm qua, tốc độ nhanh chóng. Dương Diệp không dám chủ quan, tay khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó mạnh mẽ xoay người là một kiếm quét qua. Thời điểm hai kiếm muốn chạm vào nhau, kiếm của nam tử áo bào xanh lại đột nhiên trở nên thay đổi quỹ tích. Trực tiếp nghiêng đâm vào trên lưng kiếm trong tay Dương Diệp. Dương Diệp lảo đảo, kiếm trong tay hắn càng thiếu chút rời tay. Nhìn kiếm trong tay thiếu chút bay ra ngoài, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thấy được không, lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng kỹ xảo chưa đủ, nếu như đụng phải cường giả chính thức,
lực lượng của ngươi không chỉ không trở thành ngăn trở của bọn hắn, ngược lại còn sẽ trở thành trợ lực cho bọn hắn. Vừa rồi một kiếm kia, ta cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, chỉ là để nó ở thời cơ thích hợp đâm vào vị trí thích hợp, cho nên, nó có hiệu quả lớn như vậy. Nam tử áo bào xanh nói xong, cả người lần nữa biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh ở trong tràng chiến lên. Hai người chiến đấu, để Vân Bán Thanh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Dương Diệp hoàn toàn bị áp chế, lúc này Dương Diệp rất chật vật, cực kỳ chật vật, không chỉ bị áp chế gắt gao, có vài lần thậm chí ngay cả kiếm cũng thiếu chút bị đánh mất. Lúc này Dương Diệp giống như một người vừa mới học kiếm. Khoảng chừng qua một khắc, thuận theo một tiếng đang, kiếm trong tay Dương Diệp bay ra ngoài, cuối cùng cắm ở trên mặt đất. Hai người dừng lại. Nhìn kiếm cắm trên mặt đất, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghĩ qua mình có một ngày sẽ bị người đánh bay kiếm, hơn nữa dễ dàng như vậy. Nam tử áo bào xanh nói. Trước kia ta xem ngươi phá trận, phát hiện ngươi chỉ biết dùng man lực cùng với kiếm kỹ cường đại, kỳ thật cái trận kia trải qua vạn năm mài mòn, một chút cũng không mạnh. Dùng thực lực của ngươi, muốn phá vỡ nó, kỳ thật một kiếm là đủ. Đáng tiếc, ngươi lại liều đến mình sắp thoát lực. Dương Diệp hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn nam tử áo bào xanh thi lễ nói. Kính xin chỉ giáo. Nam tử áo bào xanh nói. Tốc độ của ngươi cực kỳ nhanh, lực lượng cực kỳ cường đại, đáng tiếc, ngươi không có lợi dụng tốt bọn chúng. Kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp. Phải làm như thế nào đến một kiếm phá vạn pháp? Tự nhiên là tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó một kiếm phá hủy, ngươi là kiếm tâm thông minh, muốn làm được điểm này, kỳ thật cũng không khó. Bất luận huyền kỹ cùng chiêu thức gì, đều có sơ hở, nếu như ngươi cảm thấy đối phương không có sơ hở, đây không phải đối phương không có sơ hở, mà là đối phương quá mạnh, ngươi quá yếu. Một kiếm phá vạn pháp. Hai bàn tay của Dương Diệp thong thả bóp chặt, xác thực, không biết từ khi nào, hắn cùng người đối địch. Không phải dùng man lực là dùng các loại kiếm kỹ cường đại mãnh liệt oanh, tìm sơ hở của đối phương. Hắn không tìm. Nam tử áo bào xanh nói. Ta xuất thủ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, kiếm đạo thiên biến vạn hóa. Nói xong, hắn bước về phía Dương Diệp nói. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ta bây giờ cho ngươi biết. Thanh âm rơi xuống, nam tử áo bào xanh hóa thành một đạo kiếm quang bay vào mi tâm Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn tròn, ở trên trán hắn, nhiều hơn một ấn ký. Ở giữa mi tâm Dương Diệp nhiều hơn một ấn ký hình kiếm thật nhỏ. Kiếm rất nhỏ, chỉ lớn cỡ ngón tay, mới nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ngay lúc này, thanh âm của nam tử áo bào xanh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta chính là kiếm thần ấn người muốn tìm. Kiếm thần ấn. Nghe nam tử áo bào xanh nói. Cả người Dương Diệp chấn động, hắn không nghĩ đến nam tử áo bào xanh này là kiếm thần ấn. Hắn mới bắt đầu, kể cả bây giờ, đều tưởng nam tử áo bào xanh này là một vị trưởng lão của kiếm thần cung năm ấy. Hắn không nghĩ đến, gia hỏa này căn bản không phải người. Ta sẽ xóa đi ý thức của mình, từ nay về sau, kiếm thần ấn này là kiếm thần ấn tân sinh, chỉ cần ngươi không ngừng dùng kiếm ý niết bàn cảnh tư dưỡng, ngày sau nó nhất định sẽ sinh ra ý thức mới. Nam tử áo bào xanh nói. Xóa đi ý thức của mình. Sắc mặt Dương Diệp hơi biến nói. Vì cái gì? Phải biết, sinh linh trí mới, đây là sự tình rất không dễ dàng, đặc biệt là thần vật, có khả năng vạn năm mới sẽ sinh linh trí, mà kiếm thần ấn này lại muốn xóa đi ý thức của mình. Ngày hắn chết, ta vốn muốn đi theo, nhưng ta lo lắng ấn này chính là truyền thế chi bảo của kiếm thần cung, có thể nào rơi vào tay người bình thường. Hôm nay, đã có người xứng với nó, ta có thể yên tâm rời đi. Nhớ kỹ, ấn này không chỉ là biểu tượng thân phận của kiếm thần cung cung chủ ở Minh Ngục Đại Lục, càng là biểu tượng thân phận của kiếm thần các. Nam tử áo bào xanh nói. Kiếm thần các, đó là cái gì? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nam tử áo bào xanh có chút trầm ngâm, lập tức nói. Chính là vô cực năm ấy ở vạn vực tinh lục tạo ra, bên trong đều là thiên tài kiếm tu hắn ở các vực thu nạp. Hôm nay qua nhiều năm, kiếm thần các là diệt vong hay hưng thịnh, ta không biết. Bất quá, ta cảm thấy hẳn sẽ không diệt vong, bởi vì trong đó đều là kỳ tài kiếm đạo các vực, thậm chí rất nhiều người đều không kém ngươi. Vạn vực tinh lục kia là địa phương nào? Dương Diệp khó hiểu. Lớn hơn đại lục chính là tinh vực, mà lớn hơn tinh vực chính là vũ trụ của chúng ta,
có không sai biệt lắm trên 100 tinh vực, tất cả tinh vực toàn bộ thêm cùng một chỗ, có chừng 3.000 thế giới lớn nhỏ, nhưng đại thiên thế giới, ở vũ trụ này của chúng ta chỉ có một, chính là vạn vực tinh lục. Vạn vực tinh lục, cũng xưng vạn vực chi vương, chỗ đó, mới thật sự là địa phương thiên tài như cát, cũng là địa phương vô số thế lực ở tinh vực muốn tiến vào. Cho dù năm ấy vô cực ở thời kỳ đỉnh phong, ở đó cũng chỉ có thể tính toán trên trung đăng. Nam tử áo bào xanh nói. Vạn vực tinh lục, không phải một thế lực sao? Dương Diệp hỏi. Không có thế lực nào có thể thống nhất vạn vực tinh tục. Phàm và thế lực có thể thống trị trên 100 thế giới, sẽ có tư cách nhập trú vạn vực tinh lục. Nam tử áo bào xanh nói. Lúc đó kiếm vô cực tiền bối tựa hồ không có thống nhất trên 100 thế giới a. Dương Diệp hỏi. Hắn một người, cũng đủ để ngăn cản 100 giới. Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp. Kiếm thần ấn, hôm nay là của ngươi, mà ngươi, cũng coi như một nửa đệ tử của vô cực, cái này ngươi thừa nhận a. Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Nếu như không phải đối phương chỉ điểm, hắn căn bản không có khả năng đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh. Nam tử áo bào xanh lại nói. Kiếm thần ấn ở trên tay ngươi, ngươi lại tính toán đệ tử của vô cực, cho nên từ bây giờ, ngươi là kiếm thần các chủ. Dương Diệp lắc đầu nói. Ngươi sẽ không ngây thơ nghĩ có kiếm thần ấn này, những người kia sẽ nhận ta làm các chủ a. Ngươi biết công hiệu chính thức của kiếm thần ấn không? Nam tử áo bào xanh bỗng nhiên nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Có thể tăng phúc kiếm khí cùng kiếm ý, trong đó còn có trận pháp gì đó. Này chỉ là mặt ngoài. Nam tử áo bào xanh nói. Còn có công hiệu khác? Dương Diệp hỏi. Nam tử áo bào xanh nói. Công hiệu chính thức của nó là, có thể trong chốc lát tăng kiếm ý niết bàn cảnh lên tới quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại nói. Trên niết bàn cảnh là quy nguyên cảnh, nó có thể tăng kiếm ý lên tới quy nguyên cảnh. Chỉ là trong chốc lát. Nam tử áo bào xanh nói. Kỳ thật, nghiêm cẩn mà nói, cũng không tính quy nguyên cảnh, phải nói là nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vì kiếm thần ấn chỉ có thể để kiếm ý niết bàn cảnh của ngươi đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh đỉnh phong, tục xưng là nửa bước quy nguyên cảnh, nhưng này đã đủ rồi. Phải biết, nửa bước quy nguyên cảnh, cũng là siêu việt niết bàn cảnh. Chỉ cần siêu việt niết bàn cảnh, mặc kệ kiếm tu gì ở trước mặt ngươi, đều bị ngươi áp chế. Đương nhiên, này là chỉ kiếm tu không có đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh hoặc quy nguyên cảnh. Nếu như kiếm thần các có người đạt tới quy nguyên cảnh thì sao? Dương Diệp hỏi. Thì ngươi tự cầu nhiều phúc. Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp. Còn có vấn đề gì nữa không? Nam tử áo bào xanh hỏi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt nói. Là ai diệt kiếm thần cung? Nam tử áo bào xanh trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói. Một cường giả rất mạnh. Dương Diệp nói. Mạnh như thế nào? Dùng thực lực của đối phương bây giờ, hủy đại lục này không phải vấn đề. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói. Dương Diệp đen mặt, hủy đại lục này, Dương Diệp không khỏi sờ lên trước ngực của mình, cùng kỳ có thể hủy diệt đại lục sao? Có thể, hẳn là, khả năng. Có lẽ có thể thử một lần a. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Lão huynh, người cũng biết, đối phương hận kiếm tu như vậy, ta. Ta biết rõ ý của ngươi, nhưng dù ta lưu lại, cũng không giúp được ngươi cái gì. Thực lực của đối phương, đã không phải ta có thể đối kháng. Minh ngục đại lục mấy vạn năm, ngoại trừ vô cực, không có một người có thể ngăn cản đối phương. Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp nuốt nước miếng nói. Này là nói ta chết chắc rồi. Ta không biết. Nam tử áo bào xanh nói. Còn có vấn đề gì không? Ngươi muốn chết như vậy sao? Dương Diệp nói. Ngày hắn chết, ta đã suy nghĩ kỹ. Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Cuối cùng một vấn đề, ngân hà kiếm đồ ở nơi nào? Coi như ngươi đạt được cũng vô dụng. Nam tử áo bào xanh nói. Ta lĩnh ngộ kiếm vực. Dương Diệp nói. Làm sao có thể, ngươi? Nam tử áo bào xanh thất thanh nói. Ngươi lĩnh ngộ kiếm vực rồi. Dương Diệp bước về phía trước một bước, nhất thời một cổ lực lượng thần bí bao phủ bốn phía. Kiếm vực, thật là kiếm vực, ngươi vậy mà thật sự lĩnh ngộ được kiếm vực. Dương Diệp cảm giác được,
thanh âm của nam tử áo bào xanh run rẩy. Này để hắn nhịn không được đắc ý thoáng một phát, phải biết, hắn là kiếm ý niết bàn cảnh cũng không làm đối phương thất thố như thế a. Cũng ngay vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác nam tử áo bào xanh kia hủy ý thức của mình. Ngươi làm cái gì? Kiếm thần ấn có thể nhận ngươi làm chủ, là vinh hạnh của nó. Về phần ngân hà kiếm đồ, đừng suy nghĩ nữa, bởi vì nó đã rơi vào tay người kia. Nam tử áo bào xanh đang nói, thanh âm càng lúc càng không khỏe. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Ngươi trước đừng vội chết a, ta còn có một vấn đề, kiếm vực phải dùng như thế nào? Uy, kiếm vực phải dùng như thế nào? Kiếm vực, ngươi nhớ, trong phạm vi kiếm vực, có thể áp chế, bất luận kiếm ý nào, cho dù là kiếm ý quy nguyên cảnh, cũng có thể, áp chế, bất quá, nếu cảnh giới không đủ, ngươi sẽ trả giá thọ nguyên, kiếm vực, còn có thể. Nói đến đây, thanh âm của nam tử áo bào xanh đột nhiên im bặt mà dừng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Còn có thể cái gì? Còn có thể cái gì? Ngươi nói chuyện a, ngươi đừng vội chết a. Con mẹ nó ngươi đừng chết a, ngươi nhanh nói, uy. Nam tử áo bào xanh triệt để không còn thanh âm. Dương Diệp ngẩn người, sau đó ngồi xuống trên mặt đất nói. Ta thật sự là ngu xuẩn a. Ta lại đặt kiếm vực ở cuối cùng mới hỏi chấm GIA hỏa này biết rõ kiếm vực a. Ta. Lúc này, Vân Bán Thanh đi tới trước mặt Dương Diệp, lên tiếng nói. Tại sao lại như vậy? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, cười khổ, không có nói chuyện. Vân Bán Thanh nói. Ký thác hy vọng vào trên người người khác, đó là biểu hiện không có khả năng và ngu xuẩn, người không phải một người không não a. Dương Diệp nói. Ta tự nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, lần này thu hoạch cực kỳ to lớn, ngoại trừ đạt được kiếm thần ấn, còn nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nguyên Bán Thanh gật đầu nói. Này mới đúng. Dương Diệp hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay sờ sờ trán, bởi vì không có kích hoạt, bởi vậy lúc này trán không có kiếm thần ấn rõ ràng. Nhưng hắn cảm giác được, kiếm thần ấn đang ở đó. Bởi vì lúc này kiếm thần ấn cùng hắn đã dung làm một thể. Bất quá đáng tiếc là, bây giờ kiếm thần ấn không có linh trí. Nếu như người áo bào xanh kia còn, có thể nói chỉ dựa vào kiếm thần ấn, là có thể đối kháng ít nhất 10 tên đế giả, thậm chí ngay cả hư giả cảnh cũng có thể ngăn cản. Mà bây giờ, kiếm thần ấn không linh trí, nếu như không ai kích hoạt, nó là một tử vật. Chậm rãi bồi dưỡng a. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đứng dậy nhìn bốn phía nói. Bây giờ, chúng ta đi vơ vét bảo bối a. Nói xong, hai người đi vào đại điện, đi rất lâu, hai người đi ra đại điện, ở đằng sau đại điện là từng lâu các, Dương Diệp quét nhìn, ánh mắt rơi vào thiên bảo các. Không có do dự, hai người tiến vào thiên bảo các. Mới tiến vào thiên bảo các, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, sau đó cuồng hỉ. Trong thiên bảo các bốn phía trôi nổi lấy gần 50 cột sáng, ở trong cột sáng, có kiếm, còn có kiếm giáp. Cùng với kiếm dực, này không phải trọng điểm là, toàn bộ đều là đế cấp. Không phải chuẩn đế, mà là đế cấp. Đế cấp chính thức. Ha ha, phát tài rồi. Lời không phải Dương Diệp nói, mà đến từ bên ngoài. Dương Diệp và Vân Bán Thanh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng cùng một lão giả xuất hiện ở chỗ không xa. Nhìn thấy mấy người này, sắc mặt của Vân Bán Thanh biến đổi nói. Nguyên gia. Mà sắc mặt Dương Diệp cũng biến thành khó coi, bởi vì lão giả kia là cường giả hư giả cảnh. Cường giả hư giả cảnh. Thanh niên áo bào trắng không đếm xỉa Dương Diệp và Vân Bán Thanh, ánh mắt của hắn đánh giá bốn phía, cười nói. Không hổ là kiếm thần cung, vậy mà toàn bộ đều là đế cấp, ha ha, đều là nguyên thu bạch ta được. Ha ha, là của ta đấy. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe Dương Diệp nói. Thanh niên áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Dám nói lại lần nữa không? Tại nói một lần, không, ta chứng minh cho người xem. Dương Diệp nói xong, tay phải khẽ vẫy, những cột sáng kia ầm ầm vỡ vụn, sau đó tất cả vật phẩm bị hắn cất vào. Sau đó hắn nhìn về phía thanh niên áo bào trắng nói. Xem, đều là của ta. Thanh niên áo bào trắng nhìn Dương Diệp nói. Ngươi xác định. Dương Diệp nhìn thanh niên áo bào trắng mấy tức, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, cả người biến mất ngay tại chỗ.
Thuận theo một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện. Khi động thủ đã không cách nào tránh được, hắn tuyển chọn động thủ trước. Còn sau đó, dĩ nhiên là không cách nào tránh cho động thủ. Cùng người giảng đạo lý, nói trước đánh sau. Hắn không ngốc, tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Không có lưu thủ, vừa ra tay là nhất niệm tất sát bản trung cực, hai người vốn cách rất gần, tăng thêm Dương Diệp xuất kỳ bất ý, tiên phát chế nhân, bởi vậy ở thời điểm thanh niên áo bào trắng còn không bình tĩnh trở lại, kiếm của Dương Diệp đã đâm vào mi tâm đối phương. Nhưng khi kiếm mới đâm vào mi tâm đối phương, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì ở mi tâm đối phương không biết khi nào xuất hiện một tiểu thuẫn, kiếm đâm vào tiểu thuẫn, kiếm chuẩn đế trong tay hắn vỡ nát, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong tiểu thuẫn lao ra, oanh ở trên người hắn. Một tiếng buồn bực vang lên ở trong tràng, Dương Diệp lui về phía sau, sau khi lui 10 trượng, chân phải hắn đạp mạnh, cả người nhất thời dừng lại. Hắn nhìn nhìn cánh tay có chút tê dần của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mi tâm của thanh niên áo bào trắng, lúc này chỗ đó đã không có tiểu thuẫn. Bảo vật phòng ngự hư cấp. Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu, cũng chỉ có bảo vật phòng ngự hư cấp mới có thể dễ dàng phòng ngự nhất niệm tất sát của hắn, hơn nữa đánh nát kiếm chẩn đế cấp. Kiếm tu. Ánh mắt của thanh niên áo bào trắng rơi vào trên người Dương Diệp, nhíu mày nói. Ngươi là kiếm tu từ bên ngoài đến. Không có khả năng, không có kiếm tu dám đến nơi đây, ngươi. Nói đến đây, thanh niên áo bào trắng nhíu mày càng sâu. Kiếm trận bên ngoài bị phá, cái trận kia, ngay cả cường giả hư giả cảnh cũng có thể kích sát, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng phá trận, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi là làm sao tiến vào nơi đây? Cường giả hư giả cảnh cũng có thể kích sát. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, trước kia trận pháp bên ngoài mặc dù mạnh, nhưng khẳng định không thể nào kích sát cường giả hư giả cảnh. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp đã minh bạch, kiếm thần ấn có thể tăng phúc kiếm ý, trước kia hắn đối mặt trận pháp, mặc dù trong trận pháp có kiếm ý, nhưng là niết bàn cảnh, mà không phải kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Nếu như kiếm thần ấn tăng phúc kiếm ý đến nửa bước quy nguyên cảnh, cái kia tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, tăng thêm vạn thanh kiếm chẩn đế cấp, còn có trận pháp, muốn giết một cường giả hư giả cảnh, cũng không phải sự tình khó khăn gì. Kiếm thần cung đến bây giờ còn không có bị người cướp sạch, khả năng là nguyên nhân này. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp thu hồi suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo bào trắng cùng lão giả kia, lúc này lão giả đứng qua một bên, hai mắt hơi bế, phảng phất như nhập định. Nếu như không phải nhìn hắn ở đó, không ai sẽ cảm thấy chỗ đó có người, bởi vì thần thức cùng tinh thần lực đều cảm giác không đến đối phương. Ở trên người lão giả dừng lại thoáng một phát, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào trắng, lúc này Vân Bán Thanh đi tới bên cạnh Dương Diệp, lên tiếng nói. Nguyên gia, thế lực nhân tộc thứ nhất ở trong ẩn vực, hắn là Nguyên gia thế tử, tên Nguyên Thu Bạch, ở trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực có thể sắp xếp top 3, thực lực cực mạnh, cẩn thận. Nguyên gia. Dương Diệp gật đầu, không có cùng đối phương nói nhãm, sau một khắc, cả người hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Nguyên Thu Bạch, sau đó một kiếm bổ xuống. Thấy Dương Diệp không nói một lời liền động thủ, ánh mắt Nguyên Thu Bạch thoáng qua hàn mang, sau một khắc, một thanh ngân thương xuất hiện ở trong tay, tay xoay chuyển, ngân thương mạnh mẽ đâm ra. Thương xuất như long, thương kiếm chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh Dương Diệp cùng thanh niên áo bào trắng kịch chiến, sau đó hai người bị lực lượng song phương lui về sau, rất nhanh. Dương Diệp dừng lại, mà thanh niên áo bào trắng kia còn lui về phía sau, lại lui khoảng chừng mấy chục trượng mới dừng chân. Lúc này, lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng không có xuất thủ. Sắc mặt Nguyên Thu Bạch triệt để âm trầm, hắn nhìn tay mình có chút tê dại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Thật sự để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, như vậy mới được. Thanh âm rơi xuống, trường thương hóa thành một đạo ngân mang bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, vốn định một kiếm chém qua, đột nhiên nghĩ đến nam tử áo bào xanh nói, có chút trầm ngâm, hắn nhìn trường thương, khi trường thương gần như muốn đâm vào mi tâm của hắn, tay Dương Diệp chuyển động. Kiếm trong tay Dương Diệp đâm vào trên thân trường thương, nhất thời ngân mang trên trường thương tiêu tán, mà trường thương kia càng giống như rắn bị đánh bảy tấc, trực tiếp rơi xuống đất. Chỗ xa. Nguyên Thu Bạch nhìn thấy một màn này, cả người ngây dại.
Hắn không nghĩ đến một kích của mình, dĩ nhiên bị hóa giải dễ dàng như vậy. Mà Dương Diệp thì khóe miệng nổi lên vui vẻ, kiếm tâm thông minh, hắn rất sớm đã trải qua kiếm tâm thông minh, nhưng không biết từ cái gì, hắn không để ý đến ưu thế này của mình. Như nam tử áo bào xanh nói, mặc kệ chiêu thức cùng huyền kỹ gì đều có sơ hở, chỉ cần tìm được sơ hở, hắn có thể bằng lực lượng nhỏ nhất phá vỡ đối phương. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn thích dùng bạo lực, quản ngươi là ai, ta một kiếm chém qua là được, đương nhiên, hiệu quả là có, bởi vì ở phương diện thân thể và tốc độ, vẫn có rất ít người có thể chống lại hắn. Nhưng vừa gặp phải cường giả chính thức, ví dụ như nam tử áo bào xanh, dưới tình huống không dùng huyền khí cùng kiếm ý, hắn gần như không có lực lượng hoàn thủ. Lúc này Dương Diệp có chút hối hận không có thỉnh thoảng luyện tập ưu thế này của mình, cái này tự nhiên cũng cần luyện tập. Nam tử áo bào xanh cùng hắn đều có thể tìm sơ hở của đối phương, nhưng hắn thua nam tử áo bào xanh quá xa. Đương nhiên, một kiếm phá vạn pháp, cũng không có nghĩa là không còn địch thủ. Nếu như đụng phải đối thủ cường đại, ví dụ như An Nam Tĩnh, thiên tài có ý thức chiến đấu cường hãn, một kiếm phá vạn pháp khả năng không hữu dụng như vậy. Còn nữa, nếu như đối phương công kích tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có biện pháp, bởi vì cho dù ngươi phát hiện sơ hở, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, ngươi căn bản bắt không được sơ hở này. Hay lực lượng của đối phương quá cường đại, dốc hết sức phá vạn pháp, kỹ xảo lại tốt cũng không có tác dụng gì. Cho nên cho dù kiếm tâm thông minh, cũng cần tốc độ, lực lượng cùng với thực lực bản thân đến phụ trợ, mới có thể chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm phá vạn pháp. Lúc này, Nguyên Thu Bạch đột nhiên nói. Thật thú vị, bây giờ càng lúc càng thú vị rồi. Đến, lại phá thử một lần. Thanh âm rơi xuống, cả người Nguyên Thu Bạch trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì tốc độ của Nguyên Thu Bạch đột nhiên bạo tăng rất nhiều. Lần này, hắn không có dùng con mắt xem, bởi vì con mắt đã theo không kịp tốc độ đối phương. Hai mắt hắn hơi bế, yên lặng một cái chớp mắt, sau một khắc, tay của hắn lần nữa động. Kiếm quang thoáng qua. Một thanh âm kim thiết giao nhau vang lên, ở trong ánh mắt chấn kinh của Vân Bán Thanh, Nguyên Thu Bạch lui về phía sau. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở bừng mắt nhìn về phía Nguyên Thu Bạch, tốc độ của đối phương xác thực rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn đối phương. Trừ khi tốc độ cùng lực lượng của đối phương vượt qua hắn, bằng không thì, hắn có thể phá. Lần thứ hai, Dương Diệp phát hiện kiếm tâm thông minh cực kỳ biến thái. Lần thứ nhất tự nhiên là cùng nam tử áo bào xanh kia đối chiến. Nhìn kiếm trong tay mình, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía Nguyên Thu Bạch nói. Lại đến. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại Nguyên. Chỗ xa, hai mắt Nguyên Thu Bạch hơi nhíu, trong mắt lóe ra hàn mang, gầm lên một tiếng, sau đó trường thương trong tay mang theo thương ảnh đầy trời nhấn chìm Dương Diệp. Phá. Thuận theo thanh âm của Dương Diệp vang lên, kiếm quang chảy qua, thương ảnh của Nguyên Thu Bạch biến mất, mà Nguyên Thu Bạch thì bị chấn lui về phía sau. Chỗ xa, hai mắt lão giả kia hơi nhíu lại. Dương Diệp cũng không có dừng tay, mà xông về phía thanh niên áo bào trắng. Hắn không có thi triển kiếm kỹ, là bổ, đâm, bạt, chém bình thường. Nhưng những chiêu thức bình thường này, lại đánh Nguyên Thu Bạch không ngừng bại lui, gần như không có sức đánh trả. Tràng cảnh này, tựa như trước kia Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh đối chiến. Chiến một hồi, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, sau đó hắn nhìn về phía Nguyên Thu Bạch nói. Nếu không, để đại nhân của ngươi giúp đi, lại đánh tiếp, ngươi sẽ chết rồi. Không cần kích tướng. Nguyên Thu Bạch âm trầm nói. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không xuất thủ, ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Dương Diệp có chút không tin nói. Thật sự sẽ không xuất thủ. Nguyên Thu Bạch quay đầu nhìn về phía lão giả kia nói. Lâm lão, ngươi không được xuất thủ. Người này rất mạnh. Lão giả nói. Nguyên Thu Bạch cười lạnh nói. Thật là mạnh, bất quá như vậy mới thú vị. Lâm lão, ngươi nhìn là tốt rồi, đừng xuất thủ. Thanh âm rơi xuống, Nguyên Thu Bạch đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ta liền không nương tay rồi. Dương Diệp nói xong, cũng biến mất ngay tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt, một tiếng vang lớn vang lên, rất nhanh, thương mang cùng kiếm mang tiêu tán, lần này, bị đẩy lui chính là Dương Diệp lui gần trăm trượng mới dừng lại. Ha ha! Chỗ xa, Nguyên Thu Bạch chỉ tấm chắn nhỏ ở giữa mi tâm mình nói.
có vật ấy, ta đã dựng ở thế bất bại, ngươi làm sao đấu với ta? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thuẫn, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười quỷ dị nói. Phải không? Ngươi thử xem. Khóe miệng của Nguyên Thu Bạch nổi lên cười lạnh. Vật ấy, ngay cả huyền kỹ hư cấp cũng có thể ngăn cản, huống chi kiếm chiêu không nhập lưu của ngươi. Nó có thể ngăn ở bên trong không? Dương Diệp đột nhiên nói. Nguyên Thu Bạch nhíu mày nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp đột nhiên đưa tay ra nói. Xách đầu. Thanh âm rơi xuống, Nguyên Thu Bạch ngẩn người, sau một khắc, hai mắt hắn trợn tròn quát. Lâm lão, cứu mạng. Nguyên Thu Bạch hoảng sợ nói. Xuy. Đầu của Nguyên Thu Bạch biến mất không thấy gì nữa, một cột máu từ trong cố phóng lên trời, tựa như suối phun, huyết tinh đến cực điểm. Mà ở phía xa, trên tay Dương Diệp thêm một cái đầu người. Ở giữa mi tâm đầu người kia, có một cái thuẫn thật nhỏ, lúc này cái thuẫn giãy giụa khỏi mi tâm của Nguyên Thu Bạch, muốn bỏ chạy ra phía ngoài, bất quá rất nhanh, Dương Diệp tay bắt được nó, trực tiếp ném vào vòng xoáy nhỏ. Làm xong hết thảy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả, để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, sắc mặt của lão giả này rất bình tĩnh, từ mặt ngoài xem, một chút cũng không có tức giận. Dương Diệp nói, ta có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn vì cái gì ta bình tĩnh như vậy, đúng không? Lão giả nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lão giả nhìn Dương Diệp nói. Người đã chết, ta phẫn nộ có làm được cái gì? Lại phẫn nộ như thế nào, hắn cũng đã chết, không phải sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xác thực. Lão giả lại nói. Cái chết của hắn, chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão, không có thực lực cường đại. Lại làm sự tình không biết tự lượng sức mình, ỷ vào mình có bảo vật hư cấp, đắc ý khinh địch. Tâm tính này của hắn không thay đổi, dù hôm nay không chết vào tay ngươi, tương lai cũng sẽ chết ở trên tay người khác. Cái thế giới này, trời tê ca im đường chết cũng không thể sống, huống chi là người. Ngươi nhìn rất thoáng nha. Dương Diệp nói. Ngươi cũng nói, hắn đã chết, ta cảm thấy chúng ta không cần phải vì một người chết mà náo không thoải mái, ngươi nói đúng không? Lão giả nhìn Dương Diệp nói. Ta không cách nào cải biến sự thật hắn đã chết, nhưng ta có thể báo thù cho hắn. Cái chết của hắn, cần một người đến phụ trách, người này tổng không thể nào là ta a. Hơn nữa, U Linh Thuẫn hư cấp kia cùng với những bảo vật đế cấp khác, lão phu cũng rất động tâm, cho nên ngươi cứ nói đi. Dương Diệp nhìn lão giả nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói. Địa phương quá nhỏ, chúng ta ra ngoài chơi đi. Chính hợp ý ta. Lão giả nói xong, quay người đi ra đại điện. Dương Diệp muốn theo sau, lúc này Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Ngươi! Dương Diệp quay đầu nhìn Vân Bán Thanh, cười nói. Kỳ thật ta cũng rất muốn chính thức cùng cường giả hư giả cảnh tranh tài một trận. Ta không bảo ngươi chạy, nếu như ta chết, ngươi khẳng định cũng không sống được. Cho nên lát nữa ngươi tránh xa một chút là được. Tuy hắn cùng yêu thú hư cấp đại chiến qua một lần, nhưng lần kia... Yêu thú không có chính thức liều mạng, hắn càng không có, bởi vì khi đó hắn căn bản không có sử dụng kiếm. Lúc này đây, hắn muốn chính thức cùng cường giả hư giả cảnh chiến một trận. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Nhìn cửa đại điện nửa ngày, Vân Bán Thanh hít sâu một hơi, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Ngoài điện cực kỳ rộng lớn, mặc dù chung quanh có rất nhiều lầu các. Nhưng khoảng cách giữa lầu các cùng lầu các ít nhất đều là mấy ngàn trượng. Lão giả dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta sẽ chính thức đối đãi ngươi, biết tại sao không? Có chút hiếu kỳ. Dương Diệp nói. Kỳ thật hiện tại cảnh giới của hắn bất quá là thánh giả trung cấp, dùng thực lực của đối phương, nhất định có thể nhìn ra. Nhưng đối phương không có ở trong điện trực tiếp xuất thủ, mà đáp ứng cùng hắn đi ra chiến một trận. Đây quả thật có chút không bình thường, bởi vì ở trong mắt cường giả hư giả cảnh, đừng nói thánh giả, đế giả cũng có thể đơn giản tàn sát. Đương kim đại lục đệ nhất thiên tài, kiếm minh minh chủ Dương Diệp, ta sao dám không chăm chú đối đãi? Phải biết, lúc trước lão thất phu của diệt thế đạo kia ra ẩn vực, thì không còn trở về nữa. Lão giả nói. Dương Diệp nhíu mày, nhìn lão giả hồi lâu, hắn nói. Lúc nào nhìn thấu thân phận của ta? Lão giả nói, nếu như ngay từ đầu biết ngươi là Dương Diệp, như vậy Thu Bạch sẽ không chết. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh, trong đám người ta thấy, không có người mạnh hơn ngươi. Có thể nói,
nếu như không phải Thu Bạch có hư cấp U Linh Thuẫn, vừa bắt đầu một kiếm kia cũng đã miểu sát hắn rồi. Đã không phải ngay từ đầu, cái kia chính là thời điểm ta thi triển đoạt thủ thuật, đúng không? Dương Diệp nói. Lão giả khẽ gật đầu nói. Đoạt thủ nhân kia bị Diệt Thế Đạo tìm đi đối phó ngươi, tại ẩn vực không phải bí mật gì. Mà hắn bị ngươi giết chết, đây cũng là sự tình mọi người đều biết. Cho nên, đoạt thủ thuật kia có khả năng rơi vào trong tay của ngươi, tăng thêm ngươi lại là kiếm tu, hơn nữa cho dù là đối mặt ta, cũng có thể chấn định tự nhiên, cái tâm tính này, lại là kiếm tu, một đời tuổi trẻ, ngoại trừ kiếm minh minh chủ Dương Diệp, còn có thể là ai? Dương Diệp lắc đầu nói. Ta vốn định ít xuất hiện, không biết làm sao quá xuất chúng, ai? Thật ứng với câu châm ngôn kia, là vàng sẽ sáng a. Cường giả hư giả cảnh của Diệt Thế Đạo kia có phải ngươi giết hay không? Lão giả bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả nói. Ngươi cứ nói đi. Lão giả trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Thánh giả giết hư giả, lịch sử đến nay, chỉ có kiếm vô cực làm được qua, hơn nữa còn là dựa vào chí bảo kiếm thần ấn của kiếm thần cung mới làm được. Tuy ngươi rất mạnh, nhưng so với hắn ở cái tuổi này, có lẽ vẫn có chênh lệch. Tựa hồ ngươi không hy vọng ta có thể đánh chết cường giả hư giả cảnh a. Dương Diệp cười nói. Hoặc là nói, ngươi đang sợ, sợ ta có thực lực đánh chết cường giả hư giả cảnh, ta nói đúng không? Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đến đây đi, cho ta xem, được xưng đương kim đại lục đệ nhất thiên tài, kiếm minh minh chủ Dương Diệp đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Oanh! Một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Trong chốc lát nhuộm đỏ trên không kiếm thần cung, cùng lúc đó, trong tay Dương Diệp nhiều ra một thanh huyết kiếm, mà trên tay trái thì nhiều ra một thanh cổ sao, thời điểm huyết kiếm xuất hiện, sát khí cùng sát ý vô tận không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Ánh mắt lão giả rơi vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp nói. Hư cấp, còn là hung kiếm, đến đây đi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão giả, mỗi một cước rơi xuống, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một dấu chân đỏ như máu. Kỳ thật, ta cũng muốn nhìn một chút, cường giả hư giả cảnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả kia, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm, theo một tiếng kiếm minh phóng lên trời, Dương Diệp nắm huyết kiếm, mang theo sát ý cùng lệ khí ngập trời bổ xuống. 200 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Lão giả nhíu mày, sau một khắc, tay phải hắn nhiều ra một thanh ngân câu màu đen. Lão giả tay cầm ngân câu nhẹ nhàng câu một cái. Keng! Kiếm câu chạm vào nhau, một đạo khí lãng vô hình đột nhiên khuếch tán ra, nhưng rất nhanh, cỗ khí lãng này đã bị khí thế của lão giả cùng kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp nghiền nát. Trong tràng, yên lặng một cái chớp mắt, ngân câu trong tay lão giả đột nhiên két sát một tiếng, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Kiếm của Dương Diệp là hư cấp, mà ngân câu của lão giả là đế cấp, tăng thêm Dương Diệp lại là kiếm ý niết bàn cảnh. Hắn căn bản không cách nào chống lại Táng Thiên. Thời điểm ngân câu biến mất, lão giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã cách gần trăm trượng, lúc này, lão giả đột nhiên thò tay chộp tới Dương Diệp. Co lại. Theo lão giả nói, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên tầng tầng đè ép về phía Dương Diệp. Oanh! Kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, nhưng kiếm ý niết bàn cảnh cũng không có thể nổ nát không gian chung quanh. Chỉ làm cho những không gian kia tốc độ đè ép hơi chậm đi một chút. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, bởi vì đó cũng không phải điều khiển không gian đơn thuần, trong những không gian đè ép đến hắn ẩn chứa khí thế nào đó, đúng, là khí thế của cường giả hư giả cảnh, lão giả dung nhập khí thế hư giả cảnh của mình vào trong không gian, tối thiểu gia cố những không gian này ít nhất gấp 10 lần. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp đâm huyết kiếm vào trong cổ sao, sau một khắc, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí huyết sắc kích xạ, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì đạo kiếm khí kia vừa bổ ra không gian trước mặt, không gian kia liền nhanh chóng khép lại, hơn nữa sau khi kiếm khí đi ra ngoài ước chừng mấy trượng, kiếm khí huyết sắc liền bị không gian đè ép trở thành hư vô. Xa xa, trong cơ thể lão giả không ngừng tuôn ra khí thế hư giả cảnh, những khí thế này toàn bộ tràn vào không gian chung quanh Dương Diệp, cùng những không gian kia dung làm một thể. Trong tràng, không gian chung quanh Dương Diệp không ngừng đè ép tới, lúc này vị trí có thể hoạt động của hắn chỉ có không đến nửa trượng, đây là bởi vì kiếm ý niết bàn cảnh ngăn cản,
nếu như không có kiếm ý niết bàn cảnh ngăn cản, lúc này chỉ sợ hắn ngay cả động cũng không động được. Nhưng cho dù là kiếm ý niết bàn cảnh, giờ phút này cũng bị đè ép không ngừng. Không gian mà Dương Diệp có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ. Chỉ có chút năng lực ấy sao? Lúc này, lão giả bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả nói. Mới vừa bắt đầu, gấp cái gì? Thanh âm rơi xuống. Ông! Trong khoảng khắc, gần vạn đạo kiếm quang từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, ở dưới sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý niết bàn cảnh gia trì, những nơi kiếm quang đi qua, dễ dàng liền phá hủy không gian. Trong thời gian ngắn, chút ít không gian vây khốn Dương Diệp đã bị vạn đạo kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, ở trên không xuất hiện một kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận trong kiếm thần ấn. Trước kia khi hắn đạt được kiếm thần ấn, trận này liền xuất hiện ở trong đầu hắn, mà kiếm dùng để thi triển trận này, hắn vừa vặn cũng có. Không do dự, hắn quyết đoán thi triển ra. Xa xa, lão giả nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc, hơn vạn thanh kiếm đế cấp, tăng thêm sát ý hư vô cảnh, còn có kiếm ý niết bàn cảnh, cùng với trận pháp trợ giúp, uy lực này, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Lão giả nhíu mày, cùng lúc đó, hai tay của hắn chậm rãi triển khai, trong chốc lát, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bạo tuôn ra, cổ khí thế này, càng ngày càng mạnh, lúc này lão giả dường như núi lửa bộc phát. Phía chân trời, kiếm trận không ngừng bộc phát ra từng đạo kiếm quang sáng chói, vạn chuôi kiếm toàn bộ tụ tập, hợp thành một thanh cự kiếm chống trời, bất quá lúc này cự kiếm chống trời là màu đỏ như máu. Mà ở đằng sau cự kiếm chống trời, là Dương Diệp, nhìn lão giả phía dưới, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí nói. Một kiếm giết ngươi. Thanh âm rơi xuống, cái trán Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một kiếm ấn. Ông! Giờ khắc này, toàn bộ người cùng yêu thú ở kiếm thần đảo đều nghe được một tiếng kiếm minh kia. Tất cả mọi người cùng yêu thú đều nhìn về phía kiếm thần cung, trong mắt đều là kinh hãi. Lão giả kia cũng ở lúc này ngây ngẩn, bởi vì khí thế của hắn bị áp chế trở về trong cơ thể. Nửa bước quy nguyên cảnh. Dương Diệp cũng không có ý nghĩ cùng lão giả đại chiến 300 hiệp, hắn chỉ là một thánh giá trung cấp, mà đối phương là hư giả cảnh. Đánh lâu dài, hắn là choáng váng mới chọn đánh lâu dài. Mà nếu như không tuyển chọn đánh lâu dài, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng át chủ bài mạnh nhất của mình. Át chủ bài mạnh nhất có hai cái, một là kiếm ý niết bàn cảnh cực hạn, còn có một là kiếm thần ấn. Hắn quyết định sử dụng kiếm thần ấn, bởi vì hắn muốn nhìn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh một chút. Kiếm ý niết bàn cảnh cùng khí thế hư giả cảnh không sai biệt lắm, nhưng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh thì viễn siêu khí thế hư giả cảnh. Khi kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh xuất hiện, khí thế hư giả cảnh của lão giả bị đè ép trở về. Trên không trung, tay phải của Dương Diệp mạnh mẽ vỗ cự kiếm run lên kịch liệt, sau đó bắn về phía lão giả kia. Phía dưới, lão giả nhìn cự kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Làm sao có thể, cái này căn bản không phải kiếm ý trên hư vô cảnh, làm sao có thể. Mặc dù kiếm ý niết bàn cảnh có uy hiếp với hắn, nhưng chỉ là có uy hiếp mà thôi. Mà kiếm ý hiện tại của Dương Diệp, đã không phải uy hiếp. Mà là để cho hắn có loại cảm giác khó có thể chống cự. Nghiền áp. Cỗ kiếm ý này nghiền áp hắn. Cự kiếm cách lão giả càng ngày càng gần, uy áp cường đại trong đó cùng với lực lượng khủng bố khóa chặt lão giả, ở dưới cỗ lực lượng này bao phủ, không gian chung quanh lão giả bắt đầu vặn vẹo, mà thân thể lão giả cũng bắt đầu ẩn ẩn vặn vẹo, phảng phất như sau một khắc sẽ nát bấy. Không. Lão giả đột nhiên gầm lên giận dữ, thân sắc hắn dữ tợn, sau một khắc. Hai tay của hắn hóa trưởng, có chút xoay tròn, cái xoay tròn này, chung quanh phảng phất như có đồ vật gì đó bị rút sạch, tràng cảnh trở nên hư ảo. Thương khung trưởng. Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của lão giả, sau một khắc, một trưởng ấn cơ hồ trong suốt mang theo một cổ khí tức kinh khủng tự cuộn lên, cùng thanh kiếm của Dương Diệp đụng vào nhau. Oanh! Phía chân trời, một tiếng nổ lớn như sấm mùa xuân vang vọng, làm cho không gian chung quanh rạn nứt, bất quá rất nhanh. Chung quanh giống như có lực lượng thần bí gì, lập tức chữa trị không gian kia. Nhưng sau một khắc, không gian lại rạn nứt ra lần nữa. Ở dưới nhiều lần vỡ vụn cùng nhiều lần chữa trị, không gian chung quanh mới bình thường xuống, nhưng vô số đạo khí lãng cùng kiếm khí cường đại không ngừng tung tóe. Bất quá khi những khí lãng cùng kiếm khí này bắn tung tóe đến những lầu các chung quanh, những lầu các kia sẽ tản mát ra kiếm quang nhàn nhạt, ngăn đỡ những khí lãng cùng kiếm khí này.
bởi vậy tràng cảnh chung quanh không có bị Dương Diệp cùng lão giả phá hư. Khi khí lãng cùng kiếm khí càng ngày càng ít, Vân Bán Thanh đột nhiên chạy ra, khi nàng chứng kiến tràng cảnh trước mặt, lập tức ngừng lại. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng hai người kia dĩ nhiên là lão giả hư giả cảnh cùng Dương Diệp. Ở chung quanh hai người, rơi lả tả vô số chuôi kiếm. Trong tràng, lão giả ngẩn ngơ, sau đó nói. Thật mạnh. Thanh âm rơi xuống, tay phải lão giả giật giật, một cái phù lục xuất hiện ở trên tay hắn. Sau một khắc, phù lục hóa thành một đạo quang mang chui vào không gian trước mặt. Dương Diệp. Thanh âm rơi xuống, thân thể lão giả bắt đầu mờ đi, thời gian dần trôi qua, thân thể lão giả càng ngày càng hư ảo, mấy tức sau, thân thể lão giả hóa thành hư vô. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, xa xa Vân Bán Thanh không có nửa phần cao hứng, trái lại thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngã trên mặt đất, sau đó hai tay ôm đầu không ngừng va chạm mặt đất, ở dưới hắn không ngừng va chạm, mặt đất bị nện ra vô số hố nhỏ. Vân Bán Thanh biến sắc, vội vàng chạy tới bên cạnh Dương Diệp, nhưng Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng, đừng tới đây. Vân Bán Thanh dừng bước lại, rung giọng nói. Ngươi! Dương Diệp không nói gì, mà tiếp tục dùng đầu của mình không ngừng va chạm mặt đất, nơi này bị đụng hư mất, hắn sẽ đụng chỗ khác, không đến một hồi, mặt đất bốn phía khắp nơi đều là hố nhỏ. Cắn trả! Kiếm ý cắn trả! Hắn dùng kiếm thần ấn cường hành để cho kiếm ý của mình đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh, đánh chết lão giả kia, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này vậy mà sẽ cắn trả. Kiếm ý của hắn tự nhiên không phải nửa bước quy nguyên cảnh chân chính, sau khi kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh biến thành niết bàn cảnh, liền bị cắn trả. Này giống như một người, cơ thể của hắn chỉ có thể để cho hắn chạy 10 vòng, nhưng hắn lại dùng ngoại vật để cho mình chạy 50 vòng. Như vậy, vấn đề đến rồi. Sau khi tác dụng của ngoại vật biến mất, thân thể của hắn tự nhiên sẽ bị cắn trả, bởi vì 50 vòng căn bản không phải thân thể của hắn có thể thừa nhận được. Hiện tại, hắn là loại tình huống này. Kiếm ý cắn trả, có chút bất đồng thân thể cắn trả là toàn thân đau nhức mà thôi, mà kiếm ý cắn trả, là trực tiếp cắn trả tinh thần cùng linh hồn của hắn, loại đau nhức này thật là rất thống. Khổ. Hiện tại, hắn chỉ muốn để cho mình ngất đi. Nhưng bi kịch chính là, hắn căn bản không ngất được. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cường hành tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vì cái này thật sự là sống không bằng chết. Giống như có người cầm lửa đốt linh hồn của hắn. Cái đau đớn này, là một ngày một đêm. Một ngày sau, Dương Diệp nằm trên mặt đất, ở bên cạnh hắn chính là Vân Bán Thanh, lúc này sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, tựa như không có huyết sắc, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Bất quá so với trước thì tốt hơn rất nhiều rồi. Trước kia hắn không ngừng cầm đầu của mình đi đụng, thậm chí nhiều lần còn cầm kiếm bổ đầu của mình, cũng may đầu hắn đủ cứng, không có bị bổ vào. Đương nhiên, chủ yếu là ý thức của hắn thanh tỉnh, bằng không thì cầm kiếm ra chỉ kiếm ý niết bàn cảnh bổ đầu, đầu hắn sớm bị bổ ra rồi. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp, cứ như vậy nhìn xem, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết đã qua bao lâu. Dương Diệp đột nhiên mở mắt, lúc này Vân Bán Thanh vội vàng đi tới nói. Như thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sắc mặt tái nhợt, lộ ra dáng tươi cười nói. Khá tốt. Nói xong, hắn muốn đứng lên, nhưng thân thể của hắn giật giật, không thể đứng lên được, bởi vì hắn phát hiện toàn thân mình vô lực. Thoát lực. Một kích kia, làm cho huyền khí trong cơ thể hắn dùng hết, bởi vì lại lọt vào cắn trả. Lúc này thân thể của hắn có thể nói đã tiêu hao nghiêm trọng. Dương Diệp cười khổ, lấy ra một ít tử tinh thạch nuốt vào, theo linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, khí sắc của hắn bắt đầu hồng nhuận lên. Đã qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, khí sắc của Dương Diệp cơ bản khôi phục bình thường, các phương diện thân thể ở dưới hồng mông tử khí điều trị, cũng khôi phục thất thất bát bát. Dương Diệp đứng dậy nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc. Có thể nói. Hắn cùng với cường giả hư giả cảnh vẫn có chênh lệch rất lớn, tuy hắn đánh chết lão giả, nhưng cái này cũng không đại biểu cái gì. Bởi vì hắn là dựa vào kiếm thần ấn, bất kể là kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, hay chu thiên kiếm trận, đều không phải là của hắn. Ngoại vật, nghiêm khắc mà nói, đánh chết lão giả, hắn dựa vào là không phải thực lực của mình, bởi vì hắn lúc này, nếu như không có kiếm thần ấn, thì không đủ để giết cường giả hư giả cảnh. Dương Diệp lắc đầu. Thu hồi suy nghĩ, tay phải vung lên,
thu những thanh kiếm kia vào. Sau đó hắn lần nữa vung tay phải lên, trước kia trong điện thu hoạch chút ít bảo vật toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn lướt qua, hắn phát hiện trong đó kiếm đế cấp thậm chí có 30 chuôi, tăng thêm trước kia, hiện tại kiếm đế cấp của hắn đã có 78 thanh. 78 thanh kiếm đế cấp. Dương Diệp cảm giác tim mình đập ra tốc, đây cũng không phải chuẩn đế cấp, mà là đế cấp chân chính, nếu như những kiếm này cho đám người cầm trúc ngọc, thực lực của đám người cầm trúc ngọc tuyệt đối sẽ tăng lên nhiều cấp bậc. Ngoại trừ 30 chuôi kiếm đế cấp, trong đó còn có 10 bộ kiếm rực, 10 bộ kiếm giáp, đều là đế cấp. Bất quá, những cái này hắn đều chướng mắt, hiện tại hắn chỉ cảm thấy hứng thú với hư cấp, không có biện pháp, dùng bảo vật hư cấp đã quen, hắn đối với bảo vật đế cấp, hứng thú thật sự không lớn rồi. Thu lại tất cả bảo vật, tay Dương Diệp khẽ động, một tiểu thuẫn màu u lam xuất hiện ở trên tay hắn. Mặt thuẫn này là vật thu bạch dùng phòng thân, thứ này trước kia có thể để cho hắn đau đầu, khá tốt hắn biết đoạt thủ thuật, bằng không thì hắn thật không biết nên giải quyết đối phương như thế nào. Ngay cả nhất niệm thuấn sát cũng có thể đơn giản phòng ngự, như vậy trảm thiên bạt kiếm thuật bình thường càng không cần phải nói. Trừ khi thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức, hoặc sử dụng kiếm thần ấn. Bằng không thì đối phương cơ hồ dựng ở thế bất bại. Đánh giá U Linh Thuẫn, Dương Diệp nhỏ ra một giọt máu tươi chui vào trong thuẫn, U Linh Thuẫn run lên kịch liệt, sau đó hóa thành một hư ảnh chui vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác mình cùng U Linh Thuẫn đã thành lập nên liên hệ nào đó. Bảo vật hư cấp đều có tính tình, chắc chắn sẽ không đơn giản thần phục người, bất quá tính tình lớn hơn nữa, đi vào vòng xoáy nhỏ cũng phải ngoan ngoãn. Trước kia hắn ném U Linh Thuẫn vào vòng xoáy nhỏ, chính là vì chỉ tính tình của U Linh Thuẫn. Hiện tại xem ra, cực kỳ thành công, bởi vì U Linh Thuẫn một chút phản kháng cũng không có. Sau khi nhận chủ U Linh Thuẫn, Dương Diệp minh bạch vì sao thuẫn này gọi U Linh Thuẫn rồi. Vì thuẫn cùng thân thể của hắn triệt để hòa thành một thể, chỉ cần vị trí nào đó của hắn bị công kích, nó sẽ lập tức xuất hiện ở vị trí ấy. Có thể nói, đã có đồ chơi này, hắn không cần sợ bị người khác đánh lén. Đương nhiên, cũng có thể tế ra bản thể của nó. Tâm thần Dương Diệp khẽ động, một tấm chắn màu u lam lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, tấm chắn chỉ cao nửa người, rộng không sai biệt lắm nửa mét. Toàn thân hiện lên màu u lam. Cái thuẫn này không giống huyết thuẫn trước kia, cần con người khống chế, U Linh Thuẫn có thể dùng tâm thần khống chế, ví dụ như tâm niệm vừa động, nó sẽ xuất hiện ở vị trí người muốn xuất hiện. Có thể nói, cái này so với huyết thuẫn thuận tiện cùng hữu hiệu hơn nhiều. Dương Diệp cười cười, thu U Linh Thuẫn vào, đúng lúc này, không gian chỗ lúc trước lão giả chết đột nhiên nổi lên một hồi lay động. Truyền âm. Dương Diệp nhướng mày, rất nhanh. Một giọng nói từ trong đó truyền ra. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Dương Diệp nhíu mày. Trước khi hắn chết, phát ra một cái truyền âm phù, hơn nữa nói tên của ngươi, mà truyền âm phù này, hắn là thông tri ân vực Nguyên gia. Nói cách khác, Nguyên gia đã biết rõ hắn chết, hơn. Nữa còn là chết ở trên tay người, không, phải nói cái chết của bọn hắn có liên quan tới người. Bởi vì Nguyên gia chắc chắn sẽ không cho rằng ngươi có thể đánh chết cường giả hư giả cảnh. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu nói. Muốn đánh thì đánh a. Nguyên gia, rất mạnh. Vân Bán Thanh trầm giọng nói. Thì tính sao? Dương Diệp nói. Chẳng lẽ lại để cho ta đi giảng hòa với bọn họ? Dù ta đi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ không, đi chầu hòa, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Cho nên, bọn hắn muốn chiến, vậy thì chiến. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói. Không phải ta thích chiến, đây lại càng không phải ta thích gây tai họa. Chỉ là có lẽ ngươi cũng minh bạch, cái thế giới này, nhiều khi ngươi không gây chuyện, không có nghĩa là sự tình không chọc xê đến ngươi. Nếu như ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhiều khi xác thực có thể hóa nhỏ sự tình. Ví dụ như trước kia, thời điểm bọn hắn đến, ta lập tức dâng những bảo vật kia. Hơn nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy có lẽ bọn hắn sẽ thả chúng ta một con đường sống, như vậy chúng ta tự nhiên cũng không có phiền toái. Thế nhưng ngươi sẽ không? Vân Bán Thanh nói. Đương nhiên sẽ không. Dương Diệp nói. Ta sống một đời, cuồng qua, điên qua, sông qua, huy hoàng qua, chán nản qua, đắc ý qua, cũng thất ý qua, nhưng ta chưa từng sợ qua. Ta không thích gây chuyện, nhưng ta không sợ phiền phức.
cho nên loại chuyện cúi mình để cho người khác thoải mái này, ta sẽ không làm. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi rất nam nhân. Dương Diệp. Vân Bán Thanh thò tay vuốt mái tóc nói. Ta biết ngươi không sợ, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Nguyên gia không phải Diệt Thế Đạo, gia tộc của bọn hắn tồn tại thật lâu, có thể nói, ở thời đại kiếm vô cực, gia tộc của bọn hắn cũng đã tồn tại, nội tình có thể nói là gia tộc sâu nhất nhân tộc. Thế tử của bọn hắn yếu như vậy. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh đi đến trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp nói. Không phải hắn yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ, hiểu chưa? Dương Diệp ngẩn người nói. Trách ta sao? Vân Bán Thanh cười cười, nàng lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi phải hiểu được, đối thủ của ngươi, đã không phải là một đời tuổi trẻ rồi. Ít nhất, ở Minh Ngục Đại Lục chúng ta, đối thủ của ngươi không phải một đời tuổi trẻ, bởi vì một đời tuổi trẻ, cơ bản không có người nào có thể vượt qua ngươi. Đối thủ của ngươi, là hư giả cảnh, hiểu chưa? Cái này có chút không công bình. Dương Diệp nói. Ai bảo ngươi sinh ra không tốt? Vân Bán Thanh cười nói. Nếu như ngươi sinh ra ở một gia tộc tốt, vậy ngươi có thể đạt được công bình, bởi vì hư giả cảnh sẽ có người giúp ngươi đối phó. Đáng tiếc, ngươi không có, cho nên ngươi chỉ có thể tự mình đối phó. Dương Diệp cười cười nói. Nói tiếp Nguyên gia đi. Nguyên Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Thực lực của bọn hắn có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, ít nhất ở bên ngoài là có 4 cường giả hư giả cảnh, vụng trộm có hay không còn không biết, dù sao bất kỳ một gia tộc nào, đều sẽ không bộc lộ ra tất cả át chủ bài. Ân, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Dương Diệp yết hầu lăn lăn nói. 4 hư giả cảnh, ta vừa rồi giết một gã, nói cách khác, bọn hắn ít nhất còn có 3 tên cường giả hư giả cảnh. Nguyên Bán Thanh nhẹ gật đầu. Khóe miệng Dương Diệp run rẩy, sau đó nói. Ngươi nói tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ. Trong mắt Nguyên Bán Thanh có mỉm cười, tiếp tục nói. Bọn hắn ngoại trừ thực lực bản thân thâm bất khả trắc, còn một điều, đó chính là lực hiệu triệu. Bọn hắn ở ẩn vực uy vọng cực cao, có thể nói là lãnh tụ trong nhân tộc. Nói cách khác, lúc này đây, bọn hắn rất có thể sẽ triệu tập chút ít thế gia cùng thế lực trong ẩn vực đối phó Kiếm Minh. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Vân Bán Thanh cũng chìm xuống. Sắc mặt Dương Diệp cũng chìm xuống, tuy Vân Bán Thanh nói chỉ có khả năng, nhưng hắn biết rõ, khả năng này rất lớn. Kiếm Minh quật khởi quá nhanh, vốn chính là cái đinh trong mắt những thế lực trong ẩn vực kia, hiện tại có người đi ra dẫn đầu, khẳng định có rất nhiều người phụ thuộc. Nếu như những thế lực cùng tông môn kia thật sự liên thủ. Kiếm Minh đáng lo. Lúc này, Vân Bán Thanh nói khẽ. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta có thể làm, là ở lúc bọn hắn phát động công kích, cố gắng để Kiếm Minh trở nên mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy bọn hắn lúc nào sẽ động thủ? Dương Diệp hỏi. Chậm mà nói, 1 tháng, nhanh, chỉ sợ hơn 10 ngày. Cái này chủ yếu xem thủ đoạn của Nguyên gia gia chủ. Tuy bọn họ là ẩn vực đệ nhất thế gia, nhưng cái này không có nghĩa là thế gia cùng thế lực khác sẽ nghe bọn hắn ra lệnh. Muốn thuyết phục những thế gia cùng thế lực kia, cũng không dễ dàng như vậy, nhưng không phải quá khó, dù sao hiện tại ẩn vực cơ bản đều không ưa Kiếm Minh. Vân Bán Thanh nói. Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đã minh bạch, việc này, chúng ta tạm thời trước để đó đi. Nói xong, Dương Diệp nhìn lướt qua những lầu các kia nói. Để cho chúng ta đi xem, kiếm thần cung này còn có bảo vật gì. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, cứ như vậy, hai người tới một lầu các cách bọn họ gần nhất, ở trên lầu các, viết kiếm kỹ các. Nhìn thấy 3 chữ kia, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, hai người tiến vào trong lầu các, vừa mới tiến vào kiếm kỹ các, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong đó bắn về phía Dương Diệp, bất quả còn chưa tới trước mặt, đạo kiếm khí này liền hóa thành hư vô. Dương Diệp nhìn lướt qua, trên vách tường 4 phía, có một kiếm trận không trọn vẹn. Lúc này, kiếm trận không trọn vẹn kia đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang, Dương Diệp cong ngón búng ra, một tia kiếm khí oanh lên kiếm trận. Oanh! Kiếm trận trực tiếp vỡ vụn. Sau khi phá trận, Dương Diệp quay đầu nhìn về xa xa, ở cách đó không xa, có hơn 100 cột sáng, Dương Diệp nhìn lướt qua, trong đó kiếm kỹ đế cấp có hơn 30 môn, mà còn lại cơ bản đều là kiếm kỹ trần đế cấp. Dương Diệp yết hầu lăn lăn, nhìn về phía Vân Bán Thanh nói.
cái này có chút không bình thường a, à, đế cấp lúc nào như cải trắng vậy? Rất bình thường. Vân Bán Thanh nói. Ngươi phải biết, năm đó Kiếm Thần Cung là thế lực ám kim cấp, từ khi có lịch sử đến nay, Minh Ngục giờ đại lục chỉ xuất hiện một thế lực ám kim cấp, cái kia chính là Kiếm Thần Cung. Kỳ thật bảo vật của Kiếm Thần Cung khẳng định không chỉ những thứ này, trong đó rất nhiều khẳng định đều trôi mất. Phải biết, năm đó Kiếm Thần Cung được xưng có được tất cả kiếm kỹ của đại lục. Mà có thể vào mắt Kiếm Thần Cung, thấp nhất đều là chuẩn đế cấp. Đã minh bạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Không phải người ta quá giàu, mà là chúng ta nghèo quá rồi. Có thể nói như vậy. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, Vân Bán Thanh cũng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau cười cười. Dương Diệp đi đến trước những cột sáng kia, nhìn lướt qua, trong đó các loại kiếm kỹ đều có, cuối cùng hắn lắc đầu, không có một môn là hắn nhìn chúng. Không có biện pháp, đế cấp đã không để hắn lên hứng thú rồi. Hiện tại, hắn dùng đều là hư cấp. Bất quá hắn chướng mắt, nhưng đối với Kiếm Minh mà nói, những vật này đều là hàng tốt ha. Không do dự, Dương Diệp vung tay, thu toàn bộ kiếm kỹ vào. Sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Đi, chúng ta đi cái tiếp theo. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, đúng lúc này Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cái kia, những kiếm kỹ này ngươi đều không dùng được, cho nên ta. Nếu có ta cần, liền cho ta, như thế nào? Vân Bán Thanh cười nói. Đương nhiên. Dương Diệp cười cười, hai người đi ra lầu các, đi tới một ngôi lầu các khác, bất quá lần này lại để cho hai người thất vọng, bởi vì trong lầu các không có vật gì. Hai người lại đi đến cái khác, càng ngày càng thất vọng, bởi vì bọn hắn liên tục vào 8 tòa lầu các, mà 8 lầu các đều rỗng tuếch. Hẳn là không có biện pháp phòng hộ. Vân Bán Thanh nói. Trước kia Thiên Bảo Các cùng kiếm kỹ các đều có kiếm trận phòng hộ, mà những lầu các chúng ta đi lại không có, cũng không có bất kỳ cột sáng. Chỉ có hai loại khả năng, một là năm đó Kiếm Thần Cung không có biện pháp phòng hộ cho những bảo vật kia, ví dụ như kiếm kỹ các, có cột sáng bảo hộ. Nếu như không có, những vật này trải qua trên vạn năm, khẳng định đều biến mất. Còn có một khả năng, là có người đến qua, đồ đạc đều bị người khác cầm đi. Bất quá khả năng này cực nhỏ. Dương Diệp nói. Được rồi, không có thì không có. Nói xong, ánh mắt của hắn quăng đến ngôi lầu các cuối cùng nói. Đi xem không? Ngươi cứ nói đi. Vân Bán Thanh nói. Đương nhiên đi. Dương Diệp nói xong, cùng Vân Bán Thanh đi tới ngôi lầu các cuối cùng, trên lầu các viết hai chữ, hạm điện. Hạm điện. Dương Diệp nhíu mày, sau đó cùng Vân Bán Thanh tiến vào đại điện, vừa mới tiến vào đại điện, Dương Diệp và Vân Bán Thanh ngây ngẩn cả người. Đại điện cực kỳ rộng lớn, ở chính giữa đại điện, là một chiếc chiến hạm cực lớn, hạm dài gần vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng. Cao cũng có gần ngàn trượng, hoàn toàn chính là một quái vật khổng lồ. Ở xung quanh hạm, phân biệt có 10 ụ súng, đặc biệt là ở đỉnh hạm, càng có một ụ súng cực lớn dài gần 300 trượng. Hư Vân Hạm. Lúc này, Vân Bán Thanh thất thanh nói. Hư Vân Hạm. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Ngươi phát đạt. Vân Bán Thanh đột nhiên bắt lấy cánh tay Dương Diệp, kích động nói. Đây chính là Hư Vân Hạm, toàn bộ đại lục đã không có. Kể cả trong ẩn vực cũng không có, có thể nói, chiếc này là chiếc Hư Vân Hạm cuối cùng của đại lục. Cái này cùng Đế Vân Hạm có gì khác nhau? Nhìn Vân Bán Thanh kích động như vậy, Dương Diệp nhịn không được hỏi. Cái này, Vân Bán Thanh đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên biến sắc nói. Có người. Nói xong, hai người quay đầu nhìn ra ngoài điện. Là ngươi. Con mắt Dương Diệp trợn lớn lên. Ở ngoài cửa không phải người. Mà là một con vượn. Hắc vượn. Không sai, là cái con lúc trước bị Dương Diệp hố kia. Lúc này hắc vượn là hình thể bình thường, Dương Diệp không ngờ hắc vượn này cũng đuôi tới. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn âm thầm đề phòng, thực lực gia hỏa này vô cùng cường đại, không thể có chút chủ quan cùng khinh thị. Hắc vượn đứng ở nơi đó, ánh mắt trực tiếp khóa ở trên người Dương Diệp, sau một khắc, hắn một quyền oanh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay trái bắt lấy Vân Bán Thanh ném đến xa xa, sau đó chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, bắn mạnh tới hắc phượn. Hắn đương nhiên sẽ không dùng nắm đấm cùng hắc phượn liều mạng, hắn không muốn tự làm khổ. Kiếm ra, hàn quang hiện. Quyền kiếm chạm vào nhau. Bành. Một tiếng trầm đục,
Dương Diệp bị chấn lui hơn 10 trượng, mà Hắc Phượng cũng lui về sau mấy trượng, hơn nữa ở trên nắm tay còn nhiều thêm một vết máu. Dương Diệp có kiếm, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng không phải khó như vậy. Nhìn vết máu trên nắm tay mình, sắc mặt Hắc Phượng âm trầm lên, không có chút nói nhảm, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm hắn biến mất, Dương Diệp lập tức cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng nghiền áp đến hắn, cỗ lực lượng này cho hắn cảm giác giống như một tòa đại sơn ngã xuống. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện, ngăn cản được lực lượng uy áp kinh khủng này, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn ra. Ông! Bành! Theo một tiếng kiếm minh cùng âm thanh nổ vang vang lên, không gian đột nhiên rạn nứt ra, sau một khắc, từng đạo kiếm quang không ngừng tung hoành lập lòe. Nhìn xem một màn này, hai tay Vân Bán Thanh nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Lúc này tốc độ của Dương Diệp cùng Hắc Phượng đã nhanh đến nàng cũng nhìn không thấy, nàng chỉ có thể nhìn kiếm quang lập lòe, còn có nghe được từng âm thanh nổ vang. Yêu thú hư cấp. Từ loại trình độ nào đó mà nói, yêu thú hư cấp còn mạnh hơn nhân loại hư giả cảnh. Bởi vì yêu thú hư cấp phòng ngự quá mức khủng bố, dùng nhục thể của bọn hắn, cho dù ngạnh kháng huyền kỹ hư cấp cũng không có vấn đề quá lớn. Kiếm của Dương Diệp có thể phá phòng ngự của Hắc Phượng, nhưng kia chỉ là bị thương ngoài da. Hắn căn bản không cách nào tạo thành tổn thương tính thực chất. Oanh! Xa xa, lần nữa vang lên thanh âm nổ vang, sau đó một người một vượn phân ra. Trên người Hắc Phượng có từng vết máu, mà Dương Diệp, khóe miệng lại tràn ra tia máu đỏ tươi. Từ mặt ngoài đến xem, hắn chiếm thượng phong. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì U Linh Thuẫn, có U Linh Thuẫn ngăn cản, Hắc Phượng cũng khó có thể tạo thành cho hắn tổn thương thực chất. Bất quá, cho dù là U Linh Thuẫn, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản lực lượng của Hắc Phượng. Lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù phá không được U Linh Thuẫn, nhưng dư ba lực lượng cũng không thể khinh thường, khóe miệng của hắn chảy máu tươi, là bị chấn ra đấy. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp cũng nhìn đối phương, sau một khắc, một người một thú lại biến mất ngay tại chỗ. Không có bất kỳ nói nhảm, cũng không có lời gì có thể nói. Hắc Phượng hận Dương Diệp, thật không phải sâu bình thường, phải biết. Nó là thiếu chút nữa bị Dương Diệp bẫy chết a. Cái kia thật sự là thiếu chút nữa liền chết rồi. Dương Diệp lại nhiều lần uy hiếp nó, cái này để cho nó làm sao nhịn được. Bởi vậy, cuối cùng nó quyết định đuổi giết Dương Diệp. Bởi vì tiến vào kiếm thần cung, dù Dương Diệp sử dụng kiếm, nó cũng không cần sợ. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, còn nói lời gì chứ? Trực tiếp đấu võ. Dương Diệp cũng nổi nóng, đối phương trực tiếp động thủ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm. Tự dù muốn nói, đó cũng là đánh trước rồi nói sau. Dương Diệp không có lựa chọn cùng Hắc Phượng đối bính, dù có kiếm ý niết bàn cảnh cùng U Linh Thuẫn, hắn cũng không dám cùng đối phương đối bính, lực lượng kia quá kinh khủng. Một quyền xuống, lục phủ ngũ tạng đều muốn xảy ra vấn đề. Hắn cũng nếm thử tìm sơ hở của đối phương, nhưng lần này hắn hoàn toàn thất bại. Lực lượng của đối phương hoàn toàn nghiền áp hắn. Dù hắn tìm được sơ hở cũng vô dụng. Lúc này đây, hắn có chút nhận thức tâm tình của những đối thủ trước kia. Người thân thể cường đại, thật sự rất khó đánh a. Khỏi cần phải nói, cái phòng ngự kia cũng đủ để cho người nhức óc. Bành! Trong tràng, quyền kiếm chạm vào nhau, kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau đó cả người bị chấn lui tầm hơn 10 trượng, mà Hắc Phượng cũng bị chấn lui mấy trượng, nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại một quyền oanh tới đầu Dương Diệp. Lúc này, U Linh Thuẫn thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chặn một quyền kia. Bành! U Linh Thuẫn run lên kịch liệt, sau đó bị oanh bay, nhưng Hắc Phượng cũng bị chấn lùi lại mấy trượng, mà lúc này, Dương Diệp lấn thân lên, rút kiếm bổ xuống. Cùng lúc đó, U Linh Thuẫn như ảnh tùy hình, lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn, mỗi khi Hắc Phượng ra quyền, U Linh Thuẫn sẽ ngăn lại. Sau khi linh hoạt vận dụng U Linh Thuẫn, Dương Diệp càng đánh càng mạnh, mỗi lần chặt Hắc Phượng hai kiếm, liền vội vàng để cho U Linh Thuẫn ngăn lại công kích của đối phương. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp vậy mà chiếm cứ một tia thượng phong. Giống. Lúc này, Hắc Phượng đột nhiên gầm lên giận dữ, thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm tới, hắn vậy mà lựa chọn không phòng ngự, mà oanh tới ngực Dương Diệp một quyền, mà một quyền khác thì oanh về phía U Linh Thuẫn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Hắn tự nhiên không dám cùng Hắc Phượng liều mạng, kiếm có chút lệch ra, đâm vào trên nắm tay của Hắc Phượng.
Bành, bành, U Linh Thuẫn và kiếm đồng thời run lên kịch liệt, Dương Diệp cả người mang thuẫn bị chấn ra ngoài, mà Hắc Phượng lại không có dừng chút nào, mãnh liệt bắn ra, nắm đấm như hạt mưa oanh về phía Dương Diệp. Bành bành, trong tràng lập tức vang lên tiếng nổ lớn, ở dưới Hắc Phượng điên cuồng công kích, Dương Diệp liên tiếp bại lui. Oanh, lúc này, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, cùng lúc đó, Hồng Mang Mang tất cả, trực tiếp chấn Hắc Phượng liên tiếp lui về phía sau. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một tia máu biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa, Hắc Phượng nhíu mày, tay phải mạnh mẽ oanh ra một quyền, quyền vừa ra, một thanh kiếm huyết sắc bổ vào quả đấm của hắn. Bành! Két sát! Lực lượng trong nắm đấm vào huyết kiếm để cho không gian chung quanh rạn nứt, Dương Diệp cùng Hắc Phượng đồng thời bị chấn bay ngược ra ngoài. Nhưng sau một khắc, một người một vượn lại bắn mạnh tới nhau. Cứ như vậy, một người một vượn lần nữa kịch chiến. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đẩy lui Hắc Phượng, sau đó ngừng lại nói. Đại Hắc cái, có phải ngươi thật muốn ngươi chết ta sống hay không? Hắc Phượng cũng ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp nói. Ngươi trộm trái cây của ta, uy hiếp ta cùng người đối kháng cường giả thần bí kia, để cho ta thiếu chút nữa vẫn lạc, lại nhiều lần uy hiếp ta. Nhân loại, là người khơi mào chiến tranh trước. Dương Diệp nói. Chẳng phải là mấy cái quả cây sao? Ngươi cũng quá keo kiệt rồi, một đường truy đến nơi này. Nhân loại vô sỉ. Hắc Phượng nói xong, lại muốn động thủ, mà lúc này, kiếm thần ấn đột nhiên xuất hiện ở trên trán Dương Diệp. Khi nhìn thấy kiếm thần ấn, Hắc Phượng ngây ngẩn cả người. Ở trong đôi mắt, có khiếp sợ, khó có thể tin, còn có kinh hãi, cùng với một tia kiêng kỵ. Kiếm thần ấn, ngươi. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp nói. Ngươi đã lấy được kiếm thần ấn. Dương Diệp dò xét thần sắc của Hắc Phượng thoáng một phát, liên tưởng đến thái độ trước kia của Hắc Phượng đối với kiếm thần ấn, lập tức nghiêm mặt nói. Đương nhiên, hiện tại ta đã là kiếm thần cung cung chủ. Hắc Phượng nhìn kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp hồi lâu nói. Vì cái gì nó chọn nhân loại vô sỉ như ngươi chứ? Lời này, giống như là nói với Dương Diệp, hoặc như nói với chính mình. Nghe Hắc Phượng nói, sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại nói. Ngươi không biết nói chuyện sao? Cái gì gọi là nhân loại vô sỉ? Ngươi vốn rất vô sỉ. Hắc Phượng một chút mặt mũi cũng không cho. Khóe miệng Dương Diệp co lại, đang muốn nói chuyện, Hắc Phượng lại đột nhiên nói. Nhân loại, bất kể như thế nào, nó đã lựa chọn ngươi, hy vọng ngươi đừng bôi nhọ nó. Nói xong, Hắc Phượng quay người rời đi. Nhìn thấy Hắc Phượng xoay người rời đi, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Đợi một chút. Hắc Phượng quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Có chuyện gì? Dương Diệp nói. Ngươi cứ như vậy đi rồi hả? Bằng không thì như thế nào? Hắc Phượng nói. Dương Diệp yết hầu lăn lăn nói. Ta có kiếm thần ấn, hiện tại ta là kiếm thần cung cung chủ, mà các ngươi đã từng là linh thú thủ hộ kiếm thần cung, nói cách khác, các ngươi đều phải nghe ta, không phải sao? Hắc Phượng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi có kiếm thần ấn, xem như kiếm thần cung cung chủ, nhưng ngươi có thực lực của sư tổ năm đó sao? Dương Diệp. Hắc Phượng lại nói. Ta từng ở lúc tuổi nhỏ, được sư tổ chỉ điểm và chiếu cố, cũng là mệnh lệnh của hắn, làm cho người của kiếm thần cung không thể tùy ý đổ sát yêu thú trên đảo, tất cả yêu thú ở trên kiếm thần đảo đều nhớ ơn của hắn, ta cũng thế. Cho nên, chuyện giữa chúng ta, xóa bỏ. Cho nên... Ngươi như vậy là xem như trả nhân tình sao? Dương Diệp nói. Hắc Phượng nói. Xem như thế đi. Ngươi mới là vô sỉ. Dương Diệp đột nhiên nói. Sắc mặt Hắc Phượng lập tức chìm xuống nói. Nhân loại, tuy ta không muốn giết ngươi, nhưng ta rất muốn đánh ngươi, ngươi không nên ép ta xuất thủ. Dương Diệp nói. Năm đó hắn chỉ điểm ngươi, chiếu cố ngươi, càng lệnh không cho người của kiếm thần cung đổ sát yêu thú. Có thể nói, hắn đối với ngươi có ân tái tạo. Nhân tình lớn như vậy, ngươi nói ngươi không giết ta, là trả nhân tình của hắn, ngươi không phải vô sỉ là cái gì. Còn có, ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu như ta trốn, ngươi khẳng định giết không được ta. Không phải sao? Nhân loại, đừng kéo những cong cong này, muốn nói cái gì nói thẳng là được. Hắc Phượng nói. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, ngươi muốn trả nhân tình, nên có thành ý một chút. Hiện tại kiếm thần cung đã bị diệt,
thiên hạ kiếm tu xuống dốc, mà ta gánh vác trách nhiệm trấn hưng kiếm tu nhất mạch, ngươi cũng thấy đấy, ta yếu như vậy, hậu trường gì cũng không có, không chừng lúc nào sẽ bị người giết chết, cho nên. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn Hắc Phượng nói. Cho nên, ta cảm thấy nếu ngươi thật sự muốn trả nhân tình, nên giúp ta, để cho ta trọng trấn kiếm tu nhất mạch, để cho những người của kiếm thần cung năm đó có một nơi để về. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Lừa dối, tới, tiếp tục lừa dối. Dương Diệp. Nhân loại, ngươi mơ tưởng để cho ta làm tay chân của ngươi. Hắc Phượng nói xong, xoay người rời đi. Yêu thú rất cao ngạo, huống chi Hắc Phượng là cường giả hư cấp. Nếu như thực lực của Dương Diệp có thể ổn áp hắn, có lẽ còn có cơ hội, nhưng thực lực của Dương Diệp bây giờ căn bản không đủ. Dương Diệp biết rõ điểm ấy, nhưng hắn không muốn buông tha, lập tức chắn ở trước mặt Hắc Phượng nói. Đừng một bộ muốn đánh ta như thế, ta chỉ hỏi một câu, người có muốn ly khai nơi đây không? Ta muốn đi, tùy thời có thể. Hắc Phượng nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Không phải ly khai nơi đây, mà là ly khai thế giới này. Nghe vậy, Hắc Phượng nhíu mày nói. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Cái thế giới này đối với các ngươi mà nói, chính là một lao tù, chẳng lẽ ngươi không muốn rời lao tù này sao? Người bình thường đạt tới đế giả, sẽ chọn ly khai, đương nhiên, cái kia là vì linh giới có thiên đạo. Ở đây mặc dù không có thiên đạo, nhưng hắn tin tưởng, những người này khẳng định cũng muốn rời thế giới này. Không có người nguyện ý bị nhốt, đặc biệt là cường giả như Hắc Phượng. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Không có ai không muốn rời đi nơi đây, vấn đề là, ai có thể ly khai? Ngươi sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Là ta. Tuy có thể ly khai hay không là một cái không biết bao nhiêu, nhưng cái kia đều là sự tình sau này. Hiện tại con vượn này, hắn thật sự là không muốn vứt bỏ, một cường giả hư giả cảnh đối với kiếm minh mà nói, quá trọng yếu. Cho nên muốn Hắc Phượng đi theo, hắn phải lừa dối. Buồn cười. Hắc Phượng lạnh lùng nói. Nhân loại, ngươi thật sự là buồn cười. Ngươi có biết, ngươi cùng yêu thú đã tới hư giả cảnh, cả đời này cơ bản đều đang làm cái gì không? Đều nghĩ làm sao chạy ra thế giới này. Bởi vì hư giả cảnh là cực hạn mà thế giới này có thể đạt tới. Nếu chúng ta muốn đạt tới tầng thứ càng cao, nhất định phải ly khai chỗ này, đi đại thế giới tìm kiếm bản nguyên tử khí. Thế nhưng từ khi Minh Mục Đại Lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, không ai có thể đi ra ngoài, kể cả chúng ta, còn có rất nhiều cường giả hư giả cảnh trước kia đã vẫn lạc. Vì sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Là ta. Tuy có thể ly khai hay không là một cái không biết bao nhiêu, nhưng cái kia đều là sự tình sau này. Hiện tại con vượn này, hắn thật sự là không muốn vứt bỏ, một cường giả hư giả cảnh đối với kiếm minh mà nói, quá trọng yếu. Cho nên muốn Hắc Phượng đi theo, hắn phải lừa dối. Buồn cười. Hắc Phượng lạnh lùng nói. Nhân loại, ngươi thật sự là buồn cười. Ngươi có biết, ngươi cùng yêu thú đã tới hư giả cảnh, cả đời này cơ bản đều đang làm cái gì không? Đều nghĩ làm sao chạy ra thế giới này, bởi vì hư giả cảnh là cực hạn mà thế giới này có thể đạt tới, nếu chúng ta muốn đạt tới tầng thứ càng cao, nhất định phải ly khai chỗ này, đi đại thế giới tìm kiếm bản nguyên tử khí. Thế nhưng từ khi Minh Mục Đại Lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, không ai có thể đi ra ngoài, kể cả chúng ta, còn có rất nhiều cường giả hư giả cảnh trước kia đã vẫn lạc. Vì sao? Nói xong, Hắc Phượng chỉ lên trời nói. Bởi vì chỗ đó có lực lượng. Căn bản không phải cường giả hư giả cảnh có thể chống lại. Nhân loại, người nói người có thể đi ra ngoài, lời này quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Coi như người muốn lừa dối, cũng mời tìm một lý do tốt một chút. Ta chưa nói ta bây giờ có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn Hắc Phượng nói. Ta đang hỏi ngươi một vấn đề, nếu như kiếm vô cực tiền bối còn trên đời, hắn có thể đi ra ngoài không? Nói nhảm. Hắc Phượng có chút tức giận nói. Dương Diệp chỉ mình nói. Ngươi nói ta cả đời này có không có khả năng đạt tới trình độ của kiếm vô cực tiền bối. Đúng rồi, hiện tại ta mới thánh giả trung cấp. Nói xong, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực ẩn nấp, cảnh giới hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt Hắc Phượng. Nhìn Dương Diệp, Hắc Phượng trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, tên nhân loại trước mắt này xác thực là yêu nghiệt nhất hắn bái kiến, cho dù là một ít thiên tài của kiếm thần cung năm đó cũng không có yêu nghiệt như vậy. Tuổi còn nhỏ. Thân thể cường đại, kiếm ý càng đạt tới trên hư vô cảnh,
càng có thể dùng tu vi thánh giả cảnh cùng hắn đối kháng. Tuy kiếm vô cực là một ngọn núi cao để cho tất cả mọi người nhìn lên, nhưng tên nhân loại trước mắt này, thật sự rất yêu nghiệt a. Không có để ý Hắc Phượng đang suy nghĩ gì, Dương Diệp lại nói. Cho ta thời gian, ta tất nhiên siêu việt kiếm vô cực năm đó. Đến lúc đó, muốn đi ra ngoài, còn là việc khó sao? Hắc Phượng trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Ngươi siêu việt hay không, cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, hắn vượt qua Dương Diệp, đi ra ngoài điện, nhưng Dương Diệp lại chắn ở trước mặt hắn nói. Như thế nào không quan hệ? Nếu ta có thể siêu việt kiếm vô cực, liền đại biểu ta có thể ly khai thế giới này, ta có thể ly khai, liền đại biểu ta có thể có mang theo người khác ly khai, hiểu chưa? Hắc Phượng nhìn Dương Diệp nói. Nhân loại, ta phải thừa nhận, người xác thực rất yêu nghiệt, ngày sau dù không đạt được cấp bậc như sư tổ, nhưng khẳng định cũng không kém bao nhiêu, ta cũng tin tưởng, ngày sau ngươi lớn lên, có khả năng rất lớn ly khai thế giới này. Thế nhưng mà, đó là sự tình bao nhiêu năm sau? 10 năm, 100 tuổi, 1000 năm, hay 1 vạn năm sau? 10 năm. Dương Diệp nhìn Hắc Phượng nói. 10 năm. Ngươi điên rồi sao? Hắc Phượng nói. Dương Diệp nói. Hiện tại ta mới hơn 20 tuổi, ta ở hơn 20 tuổi có thể cùng cường giả hư giả cảnh đối kháng, ngươi cảm thấy ta điên sao? Hắn vốn định nói 2 năm, bởi vì 2 năm sau hắn nhất định phải ly khai chỗ này, nhưng cái kia ở đối phương xem ra. Nhất định là quá không phù hợp thực tế. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Ta sẽ không thần phục nhân loại. Ta chưa nói muốn ngươi thần phục ta. Dương Diệp nói. Chúng ta có thể hợp tác, ngươi theo ta 10 năm, trong 10 năm, ta mang ngươi đi ra ngoài, nếu như làm không được, ngươi ly khai là được. 10 năm đối với yêu tộc các ngươi mà nói, trong nháy mắt mà thôi, không phải sao? Hắc Phượng trầm mặc. Nhìn thấy Hắc Phượng có chút ý động, Dương Diệp vội vàng nói. Bằng thực lực của ngươi, khả năng cả đời đều ra không được, mà bây giờ, chỉ cần phí 10 năm thời gian, thì có thể đi ra ngoài. Vì cái gì không đánh bạc một lần, 10 năm mà thôi. Ngươi cho ta ngu xuẩn sao? Hắc Phượng nhìn Dương Diệp nói. Dùng tính cách và tính tình của ngươi, trong 10 năm này, không chừng ta còn phải thay ngươi đánh bao nhiêu trận. Ta không muốn nhảy hố. Dương Diệp ngượng ngập cười cười nói. Đánh nhau, không thể tránh được nha. Ngoại vực thế giới nhiều màu nhiều sắc, ngươi thật sự không muốn đi xem một chút sao? 10 năm, chỉ cần 10 năm, ngươi liền có cơ hội ly khai chỗ này. 10 năm, có thể cho ngươi cơ hội đạt tới cảnh giới cao hơn. 10 năm cải biến vận mệnh của ngươi, 10 năm. Ngừng. Hắc Phượng đột nhiên cắt đứt Dương Diệp nói. Trong 10 năm, ta cũng có khả năng bị ngươi gài bẫy, đúng không? Dương Diệp, người giúp ta làm một chuyện, ta đi theo ngươi 10 năm. Hắc Phượng đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp sừng sợ lập tức vui vẻ nói, chuyện gì? Chúng ta đi đoạt một thứ. Hắc Phượng nói. Giật đồ. Dương Diệp nói, đoạt cái gì? Hắc Phượng đột nhiên thò tay choàng vai của Dương Diệp nói. Nhục thể của ngươi đạt đến thần biến cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có muốn đạt tới kỷ nguyên cảnh không? Trong thanh âm của Hắc Phượng lộ ra một tia hấp dẫn. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Hắc Phượng chỉ một phương hướng nói. Ở trên đảo, có một tụ linh trì, đây là kiếm thần cung năm đó làm ra, có thể tụ tập thiên địa tinh hoa, là các loại năng lượng trong thiên địa, còn có lực lượng đại địa. Trải qua hơn 2 vạn năm hấp thu, năng lượng bên trong cực kỳ tinh thuần, nếu như ngươi có thể hấp thu một ít, có cơ hội rất lớn đạt tới kỷ nguyên cảnh. Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nói. Chỗ đó khẳng định có đồ vật gì trông coi a. Thông minh. Hắc Phượng nói. Chỗ đó bị một tên chiếm đoạt, chúng ta muốn vào tụ linh trì, nhất định phải trước tiên đánh bỏ hắn. Ngươi đánh không lại hắn. Dương Diệp nói. Sắc mặt Hắc Phượng có chút khó coi, do dự một hồi, hắn nhẹ gật đầu. Sắc mặt Dương Diệp có chút mất tự nhiên, gia hỏa mà Hắc Phượng này cũng đánh không lại. Sẽ khủng bố như thế nào? Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói. Ngươi cũng biết, ra chỗ này, ta là không thể dùng kiếm, không thể dùng kiếm, thực lực của ta giảm bớt đi nhiều. Hắc Phượng nói. Dù sao điều kiện của ta đã nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời nói. Tại sao chúng ta phải đoạt, chúng ta có thể trộm a? Trộm.
Hắc Phượng sửng sốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn ẩn giấu khí tức của mình đi nói. Xem, ngươi cảm thụ được khí tức của ta không? Hắn vượn lắc đầu nói. Vẫn chưa được, tên kia mỗi ít ngày thủ ở đó, ngươi căn bản không có cơ hội đi trộm hiểu chưa? Dương Diệp chỉ Hắc Phượng nói. Chúng ta không phải có hai người sao? Ngươi đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta đi trộm, hiểu chưa? Hắc Phượng nhíu mày, có chút do dự. Dương Diệp nói. Chỉ là ngăn chặn hắn, không phải bảo ngươi cùng hắn quyết sinh tử, chỉ cần vật tới tay, chúng ta bỏ chạy. Cái kia, ngươi sẽ không ngay cả kéo hắn một thời gian ngắn cũng làm không được chứ? Đánh giám. Hắc Phượng cả giận nói. Tuy ta đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn chiến thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta chỉ là đang nghĩ, ta đi ngăn chặn hắn, chờ ngươi vật tới tay, ngươi sẽ không trực tiếp chạy trốn chứ? Ngươi hoài nghi ta. Dương Diệp cả giận nói. Ta là loại người như vậy sao? Ta cảm giác là như vậy đó. Hắc Phượng chân thành nói. Dương Diệp. Ta tin tưởng ngươi một lần. Lúc này, Hắc Phượng đột nhiên nói. Nhân loại, đồ vật trong tụ linh chỉ kia có khả năng cho ngươi đạt tới kỷ nguyên cảnh, nhưng đối với ta, tác dụng không có lớn như vậy, bởi vì nhục thể của ta đã là kỷ nguyên cảnh, muốn tăng lên, rất khó. Ta muốn chút ít năng lượng của tụ linh chỉ kia. Là có chỗ hữu dụng khác, cho nên. Ngươi yên tâm. Dương Diệp nói. Ta không phải loại người bội bạc này. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp một cái nói. Ta tin tưởng ngươi một lần, ta trở về chuẩn bị một chút, đợi ngươi đến chỗ của ta tìm ta. Nói xong, thân hình Hắc Phượng khẽ động, đã đi ra đại điện. Yêu thú hư cấp. Thân thể kỷ nguyên cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như có thể đạt được Hắc Phượng trợ giúp. Hơn nữa thân thể tăng lên tới kỷ nguyên cảnh, vậy hắn đối mặt những người ẩn vực kia sẽ nắm chắc càng lớn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Không có sao chứ. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự khó mà tin được, một thánh giả cảnh lại có thể đánh chết một cường giả hư giả cảnh, hơn nữa cùng một yêu thú hư cấp kịch chiến. Trong khoảng thời gian đi theo Dương Diệp này, nàng một lần lại một lần bị Dương Diệp rung động, thánh giả giết hư giả, chiến yêu thú hư cấp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Dương Diệp cười cười nói. Không nói cái này, nói hư vân hạm kia đi, ta đối với đồ chơi, không phải rất hiểu rõ. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hư vân hạm nói. Thứ này, nếu có đầy đủ tử tinh thạch, nó tương đương với một cường giả hư giả cảnh. Tương đương với cường giả hư giả cảnh. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Cường giả hư giả cảnh. Cái khái niệm gì? Đây chính là lực lượng tương đương với đỉnh cao nhất của thế giới này a. Dương Diệp biết rõ Vân Bán Thanh sẽ không nói lung tung, lập tức nhìn về phía Vân Bán Thanh, ra hiệu nàng nói tiếp. Vân Bán Thanh nói. Chứng kiến ụ súng kia không? Thủ pháp chế tác ụ súng kia, ở thế giới này đã thất truyền rồi. Có thể nói. Hiện tại thứ này đã không phải là thế giới chúng ta có thể tạo ra. Cho dù là kiếm thần cung năm đó, chỉ sợ cũng hao phí vô số tâm huyết mới tạo ra một chiếc như vậy. Cũng chỉ có kiếm thần cung năm đó, mới có năng lực tạo ra. Dương Diệp đi tới trước mặt hư vân hạm, đưa tay sờ sờ hư vân hạm, xúc tu lạnh buốt, Dương Diệp do dự một chút, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hư vân hạm không chút sức mẻ. Dương Diệp lại bị chấn liên tục lui mấy trượng. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ khiếp sợ nói. Thật chắc chắn, chỉ sợ ngay cả cường giả hư giả cảnh công kích, nó cũng có thể kháng trụ. Vân Bán Thanh nói. Nó ngoại trừ phòng ngự kinh người, công kích cũng rất khủng bố. Nếu như ngươi cam lòng cho tử tinh thạch, nó sẽ tương đương với một cường giả hư giả cảnh. Chúng ta đi lên xem một chút. Dương Diệp nói xong, cùng Vân Bán Thanh nhảy lên hư vân hạm. Trên hạm rất bằng phẳng, toàn bộ mặt đất đều che kín các loại phù văn thần bí. Ở vị trí trung ương, có một phòng điều khiển. Hai người đi vào phòng điều khiển, ở trong phòng điều khiển có rất nhiều cái nút, còn có một bàn điều khiển. Vân Bán Thanh chỉ vào bàn điều khiển nói. Cái này có lẽ là khống chế phương hướng, còn lại ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá cho ta một chút thời gian, ta có thể hiểu rõ vật này. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tử tinh thạch không là vấn đề. Nếu như nó thật có thể tạo thành uy hiếp với cường giả hư giả cảnh, như vậy đối với chúng ta trợ giúp rất lớn.
Vân Bán Thanh nói. Kỳ thật, nó còn có một tác dụng, chính là có thể tinh không phi hành. Đế vân hạm bình thường, là không thể xuyên toa trong tinh không, nhưng hư vân hạm có thể. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Trước kia ngươi nói với Hắc Phượng, có thật không vậy? Dương Diệp nao nao, lập tức rõ Vân Bán Thanh chỉ cái gì, nhẹ gật đầu nói. Thật sự, ngươi thật sự có nắm chắc ly khai thế giới này? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Không có nắm chắc, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Nói xong, Dương Diệp bắt lấy bả vai Vân Bán Thanh nhảy xuống hư vân hạm, sau đó tay phải khẽ vẫy, thu hư vân hạm vào nói. Thứ này, về sau chúng ta lại cân nhắc, hiện tại chúng ta đi tìm đại gia hỏa kia. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, hai người đi ra lầu các. Bên ngoài lầu các, Dương Diệp đứng tại nguyên chỗ nhìn chung quanh thoáng một phát, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật chỗ này có thể làm căn cứ địa của Kiếm Minh. Vân Bán Thanh nói. Ở đây, tuy rất nhiều địa phương bị phá hư, nhưng rất nhiều đồ đạc còn nguyên vẹn. Như những kiến trúc này, đều dùng tài liệu đặc thù kiến tạo, đế giả bình thường căn bản khó có thể phá hư. Hơn nữa chỗ này, có trận pháp cường đại bảo hộ không gian, tựa như trước kia, Dương Diệp cùng cường giả hư giả cảnh đại chiến, còn có cùng Hắc Phượng đại chiến, cũng không có phá hư không gian, thậm chí hơi phá hư, cũng sẽ lập tức được chữa trị. Tóm lại, nếu như kiến thiết tổng bộ Kiếm Minh ở chỗ này, nhất định có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì rất nhiều thứ đều là có sẵn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng hiện tại căn bản không thể thực hiện được. Vì cái gì? Bởi vì cường giả thần bí kia. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, hai người đi ra kiếm thần cung. Bởi vì kiếm ý của hắn, nên một ít kiếm trận trên đường đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Rất nhanh, hai người liền đi tới khu vực phế tích. Đang đi, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu nói. Không cần phải xen vào. Nói xong, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Vân Bán Thanh đi theo nói. Ta nghĩ ngươi sẽ đi xem một chút. Dương Diệp nói. Đánh nhau, đơn giản là bởi vì bảo vật, hoặc là ân oán, bất kể là loại nào, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Trước kia ở trên hải hạm, tại sao ngươi lại giúp ta? Vân Bán Thanh nói. Ta vẫn muốn biết rõ. Dương Diệp nói. Quen biết một hồi, thấy chết mà không cứu, làm không được. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, có chút cúi đầu nói. Nếu như không phải ngươi, kết quả của ta đối với ngươi mà nói, chỉ là sự tình tiện tay, nhưng đối với ta, lại sự tình cả đời. Ta biết rõ, nói cảm ơn cũng không có ý nghĩa gì, ta. Ngươi sẽ không lấy thân báo đáp chứ? Dương Diệp nói giỡn. Vân Bán Thanh nao nao, lập tức trầm mặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Chỉ đùa một chút ha ha, nói thật, kỳ thật ngươi không cần quá để ý việc này, dù sao ngươi đã gia nhập Kiếm Minh. Với ta mà nói, là người một nhà, đã là người một nhà, thì không cần phải khách khí như vậy, về sau nếu như ta có địa phương cần ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không khách khí. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói. Được. Dương Diệp cười cười, đột nhiên hắn dừng bước, sau đó nhìn về một chỗ phế tích ở xa xa nói. Muốn ta mời các ngươi đi ra không? Yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh. Hai trung niên nam tử cùng một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Một đế giả, hai bán đế. Nhìn phương hướng của các ngươi tới, các ngươi là từ trong kiếm thần cung đi ra sao? Trong đó một trung niên nam tử mặc hắc bào đánh giá Dương Diệp và Vân Bán Thanh, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thấy thế, ba người nhìn nhau, trung niên áo đen lại nói. Có thể đi vào kiếm thần cung rồi hả? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xác thực có thể tiến vào. Không có kiếm thần ấn, hiện tại kiếm thần cung, mặc kệ người phương nào cũng có thể đi vào. Bất quá đi vào cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đồ đạc đều bị hắn cướp sạch. Hiện tại các ngươi đi, không chừng có thể được bảo vật, hai người chúng ta thực lực quá yếu, không dám xâm nhập. Lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Trung niên áo đen nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó nói. Không được bảo vật. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Trung niên áo đen quét Dương Diệp cùng Bán Thanh một cái nói. Lưu không gian giới chỉ lại, người có thể lăn. Nghe vậy, Vân Bán Thanh lắc đầu, sở dĩ nàng nói chuyện,
kỳ thật là muốn cho ba người này mau chóng rời đi, có thể nói là cho ba người cơ hội sống. Đáng tiếc, đối phương không lĩnh tình. Dương Diệp nhìn trung niên áo đen nói. Ngươi thật sự muốn không gian giới chỉ của chúng ta. Trung niên áo đen nói. Không muốn sao? Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng trung niên áo đen, mà trung niên áo đen kia thân thể đã cứng ngắc. Rất nhanh, một đạo máu tươi từ trong mi tâm của trung niên áo đen kích xạ ra. Dương Diệp vung tay, trực tiếp thu thi thể hắn vào. Tuy hiện tại không thể luyện chế khôi lỗi, nhưng về sau thực lực tăng lên vẫn có thể. Trung niên áo đen bị miểu sát, một nam một nữ ở bên cạnh ngây dại. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý hai người, mà nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi thôi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp đi xa, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong tầm mắt. Hắn là kiếm tu. Sau khi Dương Diệp và Vân Bán Thanh rời đi, nữ tử đột nhiên rung giọng nói. Nam tử gật đầu nói. Là kiếm tu, không nghĩ tới có kiếm tu đến nơi này, đối phương còn trẻ như vậy, vậy mà trực tiếp miểu sát đế giả, cái này. Nói đến đây, hai mắt của nam tử cùng nữ tử đồng thời trợn lên. Hắn là kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Hắn là kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Hai người đồng thời mở miệng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nữ tử hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói. Hắn nhất định là Dương Diệp. Hắn nhất định là Dương Diệp, bằng không thì, không có kiếm tu trẻ tuổi nào cường đại như thế. Thần sắc nam tử ngưng trọng gật đầu nói. Nhất định là Dương Diệp. Hắn cũng dám tới đây. Trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhớ kỹ, chúng ta coi như không phát hiện qua hắn. Lúc này, nam tử bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Nữ tử khó hiểu. Nam tử trầm giọng nói. Hôm nay kiếm minh ở đại lục như mặt trời ban trưa, mà Dương Diệp này khủng bố như vậy, hắn tới nơi này, vô thanh vô tức, không có bất kỳ phong thanh, nếu như chúng ta truyền đi, vạn nhất hắn mất hứng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sao? Đã minh bạch, nữ tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía nói. Vốn tưởng rằng đã tìm được một chỗ dựa, không nghĩ tới hắn bị miểu sát rồi. Lấy thực lực của chúng ta. Căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này, ta quyết định trở lại hải hạm, ngươi thì sao? Nữ tử do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt, vì cái gì không giết hai người kia? Trên đường, Vân Bán Thanh hỏi. Ngươi rất muốn ta giết. Dương Diệp hỏi lại. Vân Bán Thanh cười cười, không có nói chuyện. Rất nhanh, hai người ra phế tích, sau đó trở về chỗ Hắc Phượng. Vừa mới vào Đại Sơn, Hắc Phượng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu nữ oa này đừng có đi. Hắc Phượng trực tiếp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này Hắc Phượng lại nói. Để cho nàng ở lại trong hạp cốc của ta, chỗ này có khí tức của ta, yêu thú bình thường không dám vào nhập. Dương Diệp vung tay, năm khôi lỗi đế giải xuất hiện ở trong chàng nói. Vân cô nương, có năm khôi lỗi này ở đây, an toàn của ngươi có lẽ không có vấn đề. Ở chỗ này chờ ta trở về. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Hắc Phượng nói. Chúng ta đi thôi. Hai người nhẹ gật đầu, biến mất ở xa xa. Trên đường đi, Dương Diệp nhìn không được hỏi. Yêu thú canh giữ ở tụ linh trì kia mạnh như thế nào? Ngày ngày dùng tụ linh trì, người nói hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Hắc Phượng nói. Dương Diệp nói, trên đảo này, có bao nhiêu yêu thú hư cấp? Hai cái, một là ta, hai là hắn. Hắc Phượng nói, hắn là yêu thú gì? Dương Diệp lại hỏi, Hắc Phượng trầm mặc một lát, sau đó nói, không biết, Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.